chương 637, tránh đầu sóng ngọn gió. Nghĩ đến đây, Hàn Lập nhấc tay khẽ vẫy, trong miệng khẽ nói một tiếng nhanh. Vù một tiếng, một đạo quang mang hỏa hồng bỗng nhiên lóe lên, một thanh tiên kiếm hỏa thuộc tính liền bắn ra, giống như đuôi hỏa dao bay lượn một vòng quanh mật thất, sau đó bắn nhanh tới hắn. Lúc này, Hàn Lập đưa tay vỗ một cái vào dưới đáy hồ lô huyền thiên, hồ lô xanh biết lập tức quay tít một vòng, miệng hồ lô phun ra một đạo lục quang cuốn tới, đón lấy hỏa kiếm tiên kiếm hỏa diễm bị lục quang quấn quanh, lập tức đình trệ ở nơi đó, hỏa diễm mặt ngoài nhanh chóng tiêu tán không thấy. Hàn lập thấy tình hình này, nào nào, hiển nhiên một màn trước mắt tựa hồ không khác so với lúc trước. Suy nghĩ một lát, hắn bắt kiếm quyết một lần nữa, thử khống chế phi kiếm tránh thoát lục quang khống chế. Kết quả, hỏa diễm trên thân kiếm vừa mới bốc lên, một tia sáng màu xanh sẫm trong nháy mắt từ trong hồ lô bắn ra, kết một tiếng, đánh nó thành phấn vụn. Chỉ thấy tàn kiếm cháy hỏa diễm hừng hực nóng bỏng, liền bị tia sáng hủy diệt vỡ nát ra, hết thảy uy lực chưa kịp phóng thích ra đã bị đạo lục quang quấn lấy, kéo toàn bộ vào trong hồ lô. Một màn biến hóa này xảy ra thật sự quá nhanh, đến mức Hàn Lập sau một hơi mới phản ứng, vội vàng thả thần thức thăm dò vào trong hồ lô, kiểm tra. Kết quả trong không gian tầng 2 của hồ lô huyền thiên, hắn phát hiện tung tích chuôi tàn kiếm hỏa thuộc tính này. Chuôi tàn kiếm này đang bị viên cầu màu xanh lá hút vào giữa, hơi rung rung, xoay chậm chậm, trên đó có lốm đa lốm đốm quang mang óng ánh lưu tán ra. Đây là, linh lực trên thân nó đang bị tách ra từng điểm, hấp thu vào bên trong vách, trả lại cho Hồ Lô Huyền Thiên. Càng làm cho Hàn Lập kinh ngạc là, hư không bên ngoài viên cầu màu xanh lá có một điểm sáng tinh hỏa xích hồng đang treo lơ lửng, trên đó có một ít chấn động lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính truyền ra. Hiển nhiên, chuôi tiên kiếm hỏa thuộc tính ẩn chứa lực lượng pháp tắc cũng không bị Hồ Lô hấp thu, cứ như vậy tồn chữ. Lần này, nghi vấn trong lòng Hàn Lập lại tăng thêm mấy phần muốn thử lần nữa xem rốt cuộc thần thông hồ lô huyền thiên này có biến hóa gì. Thế nhưng vào lúc này, lông mày hắn bỗng nhiên nhảy một cái, tâm thần từ trong hồ lô thu lại, ánh mắt hơi đổi nhìn về phía mật thất ngoài cửa, nói nhỏ một chữ tình. Dứt lời, hắn vung tay thu hồi hồ lô huyền thiên lại, đứng dậy ra khỏi mật thất, đi vào phòng ma quang trước kia. Vừa vào cửa, Hàn Lập liền thấy ngô tử kỳ đang chống đỡ thân thể, muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân tựa hồ không làm gì được, Thủy Trung vô pháp ngồi dậy. Ngu đạo hữu đừng có gấp, thức hải ngươi bị hao tổn nghiêm trọng, thần hồn bất ổn, hiện tại nhất định cảm thấy trời đất quay cuồng, làm sao có thể ngồi dậy được. Hàn Lập đi tới phía trước, đỡ bả vai để gã nằm xuống lại. Là lệ đạo hữu cứu ta, lúc trước kỳ thật thần hồn đã yên ổn một chút, loáng thoáng cảm nhận được ngươi, nhưng lại một mực vô pháp tỉnh lại, cũng không thể nói một tiếng tạ ơn với ngươi. Ngưu Tử Kỳ nói chuyện ngược lại hết sức trôi chảy, chỉ là thần thái trong mắt thiếu hụt, có vẻ hơi phiêu hốt bất định, vẫn không thể tập trung chuẩn xác trên khuôn mặt Hàn Lập không cần phải cảm ơn, người còn nhớ là người phương nào tập kích không? Hàn lập khoát khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Vấn đề này khi ta bắt đầu khôi phục ý thức cũng nhớ lại dần, nhưng không có đáp án nào, chỉ mơ hồ nhớ người kia muốn ép hỏi ta tin tức một người trong cốc, nhưng cụ thể hỏi ai, ta cũng không nhớ ra. Thần sắc biến hóa trên mặt ngô tử kỳ không rõ ràng, tựa hồ ngay cả mình từng bị đối xử tàn khốc cũng không nhớ nổi, chỉ chậm rãi lắc đầu, nói. Sau khi Hàn Lập nghe xong, hơi nhíu mày, trong lòng thậm chí còn phỏng đoán, tin tức người được hỏi trong miệng vị kia, có phải là mình không? Dù sao mình không chỉ có tên trên chu tiên bảng của thiên đình, còn là thành viên luân hồi điện, tu luyện luyện thần thuật, bất luận cái nào, cũng đủ để khiến cho thiên đình muốn trừ khử cho thống khoái. Trước đây mình mai danh ẩn tích rời khỏi Bắc Hàn tiên vực, quan hệ với luân hồi điện cũng không quá sâu, vẫn thông qua các loại thủ đoạn che giấu khí thức cùng sát khí bản thân, đã ẩn nấp lánh đời ở nhàn vân sơn này, lúc này mới sống an ổn qua mấy trăm năm nhưng theo tình hình trước mắt, có trời mới biết mình còn tiếp tục ẩn giấu hay không. Không biết từ lúc ta bị tập kích đến bây giờ, đã qua bao lâu? Ngô tử kỳ ổn định tâm thần, hỏi, không quá lâu, bất quá mới hơn 5 năm mà thôi. Hàn lập thu hồi suy nghĩ, đáp, nguyên lai ta ngủ mê man đã 5 năm, thật làm phiền lệ đạo hiếu, phần ân tình cứu mạng cùng chú ý bảo vệ, không biết làm thế nào mới có thể trả nợ. Sau khi ngô tử kỳ nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, cảm khái nói ta cũng không dám độc chiếm phần ân tình này, trên thực tế 5 năm trước người phát hiện sớm nhất cũng cứu hộ người chính là Mạc Tiên Tử, nếu không có nàng, người cũng không chống đỡ nổi cho đến khi ta tới cứu. Mà 5 năm qua, nàng cũng thường xuyên lui tới đây thăm ngươi. Khóe miệng hàn lập khẽ nhếch lên, nói, Mạc vô tuyết, nàng thực, ngu tử kỳ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, có chút thất thố nói. Ta lại gạt ngươi sao? Hàn lập hỏi ngược lại, tự nhiên không thể, tự nhiên không thể, nhưng là, ngô tử kỳ thì thào nói ra thanh âm nhỏ lại tu hành đại đạo ngươi cũng có thể buông xuống con đường nhỏ tình cảm vì sao do dự như vậy thế nào còn muốn để mạc tiên tử chủ động biểu lộ cõi lòng với ngươi trái lại đuổi theo cầu ngươi phải không hàn lập thấy thế có chút không nhịn được nói thẳng đương nhiên không phải là ngô tử kỳ vội vàng nói gã nào muốn như vậy ngươi suy nghĩ lại một chút nếu lúc này chúng ta không thể cứu ngươi trở về đối với chuyện mạc tiên tử người hối hận dứt khoát là ngươi đó Hàn Lập lại hỏi, về chuyện tình cảm, tuy hắn không trải qua nhiều, nhưng cũng biết Nam Nhi sinh thành, tự nhiên phải dũng cảm không sợ một chút, tất nhiên lòng đã muốn thì nên phấn khởi tiến lên. Năm đó đối với Nam Cung Uyển, hắn không chỉ như thế này. Ngô Tử Kỳ nghe vậy, lại trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng từ đáy lòng nói ra một câu, một câu lệ đạo hữu kinh động người trong mộng, thụ giáo. Hàn Lập thấy gã tỉnh ngộ, cũng dừng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn để gã ăn vào một quả đan dừa có ích cho thần hồn, dặn dò gã hảo hảo tĩnh dưỡng sau đó hắn liền rời đi ngô tử kỳ đã hiểu khúc mắc nhưng gã lại càng lo lắng thêm sau một tháng ngô tử kỳ quyết định trở lại động phủ mình tĩnh dưỡng hàn lập cũng bắt đầu chuẩn bị rời khỏi nhàn vân sơn thậm chí rời khỏi hắc thổ tiên vực trong nháy mắt lại qua mấy năm trong phủ vân sơn tình huống tu sĩ bị tập kích hoặc là mất tích càng ngày càng nghiêm trọng cũng không còn yên ổn an bình như trước bắt đầu có tu sĩ ẩn cư rời đi lúc này hàn lập đã thu sạch sẽ các thứ trong động phủ từ lâu tính cả các khí cụ bố trí pháp trận trong động phủ hắn đã sớm có tâm tư rời khỏi nơi này nhưng vì tránh làm người khác để ý nên cũng chưa đi nhưng bây giờ tựa như có không ít người bắt đầu rời khỏi phù vân sơn mạch giờ phút này hắn rời đi chắc hẳn cũng sẽ không khiến người khác chú ý đặc biệt đương nhiên nếu có người nào bám theo mình bản thân cũng không ngại tìm một chỗ yên tĩnh dùng phương thức nguyên thủy nhất làm cho đối phương vĩnh viễn không cách nào mở miệng hàn lập ở trong mật thất nhắm mắt dưỡng thần một lát sau đó liền rời khỏi động phủ đi đến đình nhỏ bên hồ mà ngày thường bọn người nhiệt hỏa tiên tôn thường tụ họp điều làm hắn kinh ngạc chính là lúc này nhiệt hỏa tiên tôn cảnh dương thượng nhân đều có mặt trong đình tựa hồ đang thảo luận cái gì đó thần sắc đều nặng nề ngu tử kỳ cũng ở trong đó sắc mặt thoạt nhìn vẫn còn tái nhợt mạc vô tuyết thì đứng ở bên cạnh gã hai người đang thấp giọng nói gì đó thấy hàn lập đi tới mấy người ngừng nói chuyện với nhau lệ đạo hiếu ngươi vừa vặn tới, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi. Cảnh dương thượng nhân vẫy tay, nói, há, không biết mấy vị đạo hữu đang thảo luận cái gì. Hàn lập gật đầu chào mấy người, xem như bắt chuyện qua, cất bước đi vào trong đình. Bây giờ thế cục trong cốc càng khó hiểu, mấy tháng trước lại có ba vị đạo hữu bị tập kích, một người trong đó thậm chí vẫn lạc. Sắc mặt đoạn giữ tai ngưng trọng nói, Hàn lập nghe vậy, nhíu mày, vì không muốn bị người chú ý tới. Những năm gần đây hắn đều đóng cửa động phủ không ra ngoài, cũng không có ý dò xét nguyên nhân náo động phù vân sơn mạch hiện tại xem ra tình huống phù vân sơn mạch so với hắn nghe được càng thêm hỗn loạn đúng vậy a à, hiện tại phù vân sơn mạch đã không còn như lúc trước chúng ta đang thương nghị làm thế nào để tránh cuộc phong ba này nhiệt hòa tiên tôn thở dài tiếp lời nói nhiệt hòa đạo hữu có tính toán gì không hàn lập nhìn nhiệt hòa tiên tôn một chút hỏi ta có thể có tính toán gì muốn nhàn hạ ngược lại phiền phức càng nhiều tại hạ định đi đầu trở về tông môn nơi đó có lẽ còn an toàn hơn một chút nhiệt hòa tiên tôn cười khổ một tiếng nói tại hạ cũng định tạm thời rời đi một khoảng thời gian tiến về ra vân thành nơi đó có mấy vị đạo hữu quen biết tạm thời ở nhờ một đoạn thời gian đoạn giữ tai cũng thở dài nói lệ đạo hữu có tính toán gì không cảnh dương thượng nhân nhìn về phía hàn lập mặc dù không nỡ rời khỏi giã hạc cốc bất quá có câu quân tử không đứng dưới tường sắp đổ lệ mỗ cũng giống như chư vị ta cũng định rời đi hàn lập tỏ vẻ không nỡ nói lệ đạo hữu đã có chỗ chưa nếu tạm thời chưa có không bằng đến bách tạo sơn phương diện an toàn tại hạ cam đoan tuyệt đối đạo hữu nếu có yêu cầu khác cứ việc nói tại hạ ắt sẽ dốc toàn lực thỏa mãn cảnh dương thượng nhân nói ra ý đồ lôi kéo hàn lập lần nữa thân phận cảnh dương thượng nhân những năm này gã cũng nói cho bọn người nhiệt hỏa tiên tôn ngược lại đám người cũng không lo lắng an toàn cho gã đa tả cảnh dương đạo hữu lệ mỗ đã có chỗ tạm thời vẫn chưa có ý định tiến về quý tông hàn lập hiểu rõ tâm tư cảnh dương thượng nhân từ chối nói tốt a à, ngày sau nếu đạo hiếu cải biến chú ý tùy thời có thể đến bách tạo sơn tìm ta cảnh dương thượng nhân tiếc nuối nói Ngu đạo hiếu cùng mạc đạo hiếu còn hai vị đây nhiệt hòa tiên tôn hỏi mạc vô tuyết lẳng lặng nhìn chung quanh giã hạc cốc không có trả lời Ngu tử kỳ lại nhìn khuôn mặt thanh tú mạc vô tuyết muốn nói lại thôi Ngu đạo hiếu còn có mạc tiên tử nếu như tạm thời không có chỗ đi cũng có thể trước tới bách tạo sơn ta có thể giới thiệu cho hai vị một chức vụ tại bách tạo sơn không có nguy hiểm gì cũng sẽ không quá bận rộn cảnh dương thượng nhân nhìn mạc vô tuyết lại nhìn ngô tử kỳ vừa cười vừa nói đa tả cảnh dương đạo Hiếu, bất quá tiểu nữ tạm thời vẫn không hề có ý định rời đi mạc vô tuyết lắc đầu nói nghe lời này tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngoài ý muốn chỉ có ngô tử kỳ không đổi sắc tựa hồ đã biết từ sớm chương 638, tiên khí phân cửu phẩm. Mạc Đạo Hiếu, hiện tại Phù Vân Sơn mạch nguy cơ trùng trùng, tu vi ngươi mặc dù không thấp, nhưng lưu lại thực sự quá nguy hiểm. Đoạn giữ tai vội vàng nói, mấy người cảnh dương thượng nhân cũng đều gật đầu phụ họa, lên tiếng thuyết phục. Đa tạ hảo ý chư vị, tiểu nữ đã từng thề, muốn ở lại giã hạ cốc này chờ một người trở về. Mạc vô tuyết lắc đầu, thần sắc kiên định nói, ngu tử kỳ nghe lời này, sắc mặt chợt trắng nhợt, cúi đầu xuống. Thân sắc hai người biến hóa rất nhỏ nhưng Hàn Lập đều nhìn thấy, nhíu mày một cái, không nói gì. Xem bộ dạng này, Ngô Tử Kỳ cũng đã nói rõ cõi lòng với Mạc Vô Tuyết, chỉ là giữa hai người tựa hồ còn có gút mắc gì đó. Ba người Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn nhau một cái, cũng không mở miệng nữa. Việc quan hệ nam nữ, bọn họ là ngoại nhân cũng không tiện xen vào. Làm phiền cảnh Dương Đạo Hữu đưa Ngô Đạo Hữu đến Bách Tạo Sơn, an bài thích đáng, thương thế hắn còn chưa có lành, vẫn cần phải tiếp tục tĩnh dưỡng một thời gian mạc vô tuyết nhìn về phía cảnh dương thượng nhân nói cảnh dương thượng nhân nghe vậy đang muốn mở miệng đáp ứng nếu như ngươi không chịu rời đi ta cũng lưu lại cùng ngươi ngô tử kỳ chợt đứng lên nói trong mắt mạc vô tuyết lộ ra vẻ phức tạp mí mắt cụp xuống âm thầm thở dài nhưng cũng không có mở miệng cự tuyệt bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau tạm thời không có ai mở miệng hai vị đã quyết định tiếp tục lưu lại nơi này chúng ta cũng không tiện nói thêm sau đó ta sẽ bố trí cấm chế độc nhất của Bách Tạo Sơn ở bên ngoài giã hạc cốc, tin tưởng có thể có chút tác dụng trấn nhiếp. Hai vị bảo trọng, cảnh dương thượng nhân ngừng lại, nói, đa tả cảnh dương đạo hiếu, mạc vô tuyết lộ vẻ cảm kích, đứng dậy ven áo thi lễ với cảnh dương thượng nhân. Nàng lựa chọn lưu lại, cũng không sợ sinh tử, uy danh Bách Tạo Sơn lan xa hát sơn tiên vực, ở phủ cận tù côn thành càng như sấm bên tai, không người nào dám can đảm khinh phạm. Có tầng cấm chế này, bọn họ đợi trong cốc sẽ an toàn hơn nhiều. Ngô Tử Kỳ cũng vội vàng đứng dậy, ngỏ ý cảm ơn. Mấy người lại đàm luận một lát, sau đó đường ai nấy đi, về sớm chuẩn bị. Cảnh Dương thượng nhân đi đến bên ngoài sân cốc, bắt đầu bố trí cấm chế. Mạc Vô Tuyết cũng đứng dậy trở về động phủ, rất nhanh nơi đây chỉ còn lại hai người Hàn Lập và Ngô Tử Kỳ. Ngô Tử Kỳ si ngốc nhìn bóng lưng Mạc Vô Tuyết, thẳng đến khi nàng vào động phủ, mới thu tầm mắt lại. Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng âm thầm cảm thán sự si tình của đối phương. Chỉ là liên quan tới vấn đề tình cảm hai người, hắn không tiện nhúng tay vào. Bất quá trong đám người tại đây tụ tập bèo nước gặp nhau, hắn vẫn cảm nhận được một chút ý vị tình bạn ôn nhu, điều này ở tu tiên giới tàn khốc là điều hết sức đáng quý, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ những người này. Có lẽ chỉ cần buông bỏ truy tìm dục vọng danh lợi, mới có thể nhặt lên một chút tình cảm quý giá, nhưng thế giới này lại không hợp nhau, chớp mắt là đã trôi qua. Ngu đạo hiếu, người hãy cầm những đan dược này, nó có tác dụng trợ giúp khôi phục thương thế của ngươi. Trong lòng Hàn Lập thở dài, lật tay lấy ra một chữ vật giới chỉ, đưa tới. Lúc trước tại hạ được lệ đạo hữu cứu giúp, đã nhận rất nhiều tình cảm, làm sao có thể lại thu tiếp đan dược, chút thương thế này dưỡng thương vài năm cũng sẽ khỏe. Đan dược chân quý, đạo hữu nên lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào a. À? Ngu tử kỳ vội vàng từ chối nói, những đan dược này đã không còn giúp gì cho ta nữa, ngu đạo hữu không cần từ chối, thương thế ngươi lành sớm, mạc đạo hiếu cũng sẽ an tâm hơn. hàn lập không nói nhiều lời, đặt chữ vật giới chỉ bên cạnh ngô tử kỳ. ngô tử kỳ nghe lời này im lặng một lát, không tiếp tục từ chối nữa. mặt lộ vẻ ủy hoài thì thào nói ra, nói cho cùng là do thực lực ta không đủ. ngô đạo hiếu không cần nản chí, tư chất người không kém, ngày khác chưa chắc không thể tiến lên cấp kim tiên. hàn lập vỗ vỗ bả vai ngô tử kỳ, nói, có lẽ như vậy mới được coi trọng. ngô tử kỳ cười khổ nói, ngô đạo hiếu, chúng ta từ biệt sau này gặp lại bảo trọng ánh mắt hàn lập chớp lên chắp tay một cái với ngô tử kỳ nói ngươi lại đi nhanh như vậy ngô tử kỳ khẽ giật mình bất ngờ nói hàn lập im lặng không nói gì gật gật đầu quay người bay ra ngoài cốc ngô tử kỳ đưa mắt nhìn hàn lập nơi xa sau một hồi lâu mới thu tầm mắt lại cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật kia thần thức chui vào trong đó chợt sửng sốt trong chữ vật giới chỉ trừ một ít đan dược chữa thương thình linh còn có trung cốc đan dùng để củng cố đan điền còn có mấy loại đan dược phụ trợ tiến giai kim tiên. Nhiều đan dược chân quý như vậy, đủ trợ giúp gã bước qua bình cảnh tiến lên kim tiên. Lệ đạo hiếu, phần ân tình này ta sẽ không quên. Nếu kiếp nạn này ta không chết, tất báo ân tình này. Ngu tử kỳ cầm chặt chữ vật giới chỉ, quay người đi về hướng động phủ, thầm nghĩ trong lòng. Hàn lập phi thân ra giã hạc cốc, cảnh dương thượng nhân đang đứng ở ngoài cốc, tựa hồ đang chờ hắn. Lệ đạo hiếu, nhanh như vậy đã muốn rời khỏi cảnh dương thượng nhân chào đón ừ tất nhiên sớm tối đều phải đi từ đầu lệ mỗ đã muốn rời đi không ngờ lại muộn như vậy hàn lập ư một tiếng cười nói lệ đạo hữu người quả thực không có hứng thú gia nhập bách tạo sơn à nếu có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng cảnh dương thượng nhân tựa hồ vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa đa tả cảnh dương đạo hữu coi trọng bất quá so với việc gia nhập một thế lực lệ mỗ vẫn ưa thích tự do tự tại hơn hàn lập cười nói ai ngay từ đầu nhìn thấy ánh mắt lệ đạo hiếu, ta liền biết ngươi là người truy cầu tự do, tất nhiên mọi người đều có chí hướng khác nhau, tại hạ cũng không miễn cưỡng. Cảnh dương thượng nhân cầm bầu rượu lên, mãnh liệt uống một hớp, lắc đầu cười khổ, tựa hồ đã chịu từ bỏ. Hàn lập mỉm cười, không nói gì, bất quá ngươi và ta cũng là bạn tốt, giữa các phó sơn chủ bách tạo sơn cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nếu ngày sau có chỗ cần lệ đạo hiếu hỗ trợ, ngươi cũng không thể từ chối a. À. Cảnh dương thượng nhân trung thực không khách khí nói. Cái này đương nhiên, Hàn Lập gật đầu, vậy là tốt rồi, đúng rồi, vẫn có một chuyện sợ là để đạo hữu phải thất vọng, lúc trước ngươi nhờ ta tìm kiếm phương pháp khu trừ sát khí, mặc dù ta đã phân phó, nhưng vẫn chưa tìm được. Cảnh Dương thượng nhân nói, không sao, khu trừ sát khí há lại dễ tìm được như vậy, làm phiền Cảnh Dương đạo hữu tiếp tục giúp ta tìm một chút. Ta còn có một thứ đồ vật, làm phiền Cảnh Dương đạo hữu giúp ta thu thập một chút. Trong lòng Hàn Lập thoáng có chút thất vọng, lập tức nói, a à, là thứ gì?" Lệ Đạo Hữu cứ nói. Cảnh Dương thượng nhân nói: "Đồ vật ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc, bất kể tài liệu hay là tiên khí đều được." Hàn Lập nói ra, lần trước hắn gia tăng 8 sợi tơ thời gian pháp tắc, tốc độ khôi phục thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân tăng lên lần nữa, bây giờ đã khôi phục hoàn toàn. Tốc độ khôi phục đạo văn trên chân ngôn bảo luân vẫn còn có thể gia tăng, hắn muốn nhìn một chút thời gian đạo văn tiếp tục gia tăng, có sinh ra ảnh hưởng với xuyên không của Trường Thiên Bình hay không vật ẩn chứa thời gian pháp tác, chân mày cảnh dương thượng nhân khẽ động, mặt lộ vẻ do dự, lập tức đưa tay lấy ra một vật, là một chiếc khóa nhỏ màu vàng nhạt. Một cỗ chấn động thời gian pháp tác vô cùng mãnh liệt từ trên khóa nhỏ màu vàng tản ra, hơn xa những vật hàn lập đạt được lúc trước như đoạn thì hồ, thước gỗ màu xanh. Hàn lập nhìn thấy khóa nhỏ kim sắc này, con mắt lập tức sáng lên. Đây là một kiện tiên khí thời gian pháp tắc, mặc dù chỉ là cửu phẩm, nhưng ẩn chứa tam đại trí tôn pháp tắc, giá trị có thể so với thất phẩm tiên khí lần trước ta mượn ngươi tám vạn tiên nguyên thạch, bây giờ ngươi lại rời đi, món nợ này ta cũng không muốn khất nợ, liền dùng chiếc khóa vàng này đền A. Trong mắt cảnh dương thượng nhân lóe lên một tia không nỡ, tay cầm khóa nhỏ kim sắc đưa cho hàn lập. Cửu phẩm tiên khí, tiên khí vẫn còn có phân chia phẩm cấp, vì sao trước đây ta chưa bao giờ nghe thấy. Hàn lập tiếp nhận khóa vàng, vốn vui mừng, lại giật mình hỏi. Lệ đạo hữu không biết việc này cũng là chuyện bình thường, chỉ có tu sĩ thái ất cảnh mới biết được. Cảnh dương thượng nhân thoáng có chút bất ngờ, tiếp đó lại cười cười, nói. Tuy rằng bảo vật có phẩm chất đầy đủ, lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đều được gọi là tiên khí, bất quá giữa các tiên khí có khác biệt cực lớn. Bách tạo sơn chúng ta căn cứ tiên khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc nhiều hay ít, đánh giá chia làm 9 phẩm cấp, thấp nhất là cửu phẩm, cao nhất là nhất phẩm, thanh khóa vàng này chính là cửu phẩm tiên khí. Cảnh dương thượng nhân ngừng lại, tiếp tục nói chiếc khóa này ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tác mãnh liệt như thế mới là cửu phẩm tiên khí như vậy tiên khí mà đại đa số tiên nhân sử dụng chẳng phải là không ra gì hàn lập ngạc nhiên hỏi xác thực như vậy nhập phẩm tiên khí phi thường chân quý bình thường chỉ có tu sĩ thái ất cảnh mới có được tiên khí trong tay các đạo hữu phía dưới thái ất cảnh đều không ra gì dù sao đối với tu sĩ kim tiên trở xuống có được một hai kiện tiên khí tiện tay đúng là không dễ há lại quan tâm tới phẩm giai cao thấp cảnh dương thượng nhân cười nói thì ra là thế, thụ giáo. Hàn lập gật gật đầu, nhìn về phía khóa vàng trong tay. Vật này ẩn chứa thời gian pháp tác vô cùng mãnh liệt, căn cứ theo lực lượng pháp tác thì tiên khí trên người hắn cũng không có mấy món có thể so được với nó, chứ nói chi đền 8 vạn tiên nguyên thạch, dù thêm hai vạn tiên nguyên thạch nữa, hắn cũng nguyện ý. Cử động của cảnh dương thượng nhân lần này rõ ràng mang theo ý lôi kéo. Cảnh dương đạo hiếu dùng bảo vật này đền 8 vạn tiên nguyên thạch kia, có chút thua thiệt a. À, bất quá bảo vật này đúng là hữu dụng với ta, lệ mỗ sẽ không chối từ xem như ta thiếu cảnh dương đạo hữu một cái nhân tình hàn lập thu hồi khóa nhỏ kim sắc nhìn thật sâu cảnh dương thượng nhân trịnh trọng nói ha ha nhân tình chưa nói tới có lệ đạo hữu nói câu này là đủ rồi trong mắt cảnh dương thượng nhân lóe lên tia cười gã đưa ra khóa nhỏ kim sắc đúng là ý tứ này gã hiểu rõ tính cách hàn lập là người không tùy tiện nói ra càng coi trọng lời hứa bản thân lấy thân phận thiên đan sư của đối phương Ngày sau nhất định có thể trợ giúp cho mình rất lớn. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cáo từ chia tay. Hàn Lập đang muốn phi độn rời đi, trong đầu bỗng vang lên một thanh âm, bất kể lệ đạo hữu đi nơi nào, khối lệnh bài trưởng lão Hỏa Diệp Tông ta đưa ngươi, tuyệt đối không nên sử dụng nữa. Thân hình hắn chợt dừng lại, nhìn lại hướng bên trong giá Hạc gốc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thanh âm vừa rồi chính là nhiệt hỏa tiên tôn, mà trong động phủ nhiệt hỏa tiên tôn, giờ phút này cũng không có bóng người. Chỉ có một ít rung động không gian nhàn nhạt đang chập chờn, rất nhanh cũng biến mất. Tuy động phủ Nhiệt Hỏa Tiên Tôn có cấm chế, nhưng ngăn không được cửu u ma đồng của hắn. Chương 639, Nhiệt Hỏa gặp nạn, Hàn Lập nhíu mày, không nhìn về hướng động phủ của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nữa, độn quang hiện lên cả người hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi sơn cốc. Trên không trung, Hàn Lập nhìn về hướng tụ côn thành, trầm tư một chút nhưng không có bay về phía đó mà phi độn một đường về hướng nam. Bên trong tụ côn thành có truyền tống trận nhưng hiện nay tình hình trong thành đang rất phức tạp, muốn dùng truyền tống trận cần phải sử dụng lệnh bài trưởng lão của Hỏa Diệp Tông. Có sự đề tỉnh của nhiệt hỏa tiên tôn từ trước nên Hàn Lập cũng không mạo hiểm thử qua. Với tình huống hiện tại, quả thực hắn chưa có điểm dừng chân rõ ràng. Trước mắt là vượt qua dãy phủ vân sơn mạch này để tránh đi một hồi phong ba, sau đó sẽ tìm một nơi yên tĩnh mở một động phủ tạm thời, tiếp tục tìm biện pháp khu trừ sát khí trong cơ thể nhanh chóng tiến giai thái ất cảnh. Tình hình chân tiên giới bây giờ quả thật không yên ổn, tứ phía hỗn loạn, sóng gió nổi lên, minh tranh ám đấu giữa thiên đình và luân hồi điện, hai cỗ thế lực khổng lồ không biết ân oán, hút mắc có từ khi nào nhưng hiển nhiên đã tranh đấu không biết bao nhiêu vạn năm, bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Hắn bất quá chỉ là một kim tiên nho nhỏ, mặc dù có thể tung hoành với tu sĩ đồng giai, đối mặt với tu sĩ thái ất cảnh bình thường cũng có năng tự lực bảo vệ mình nhưng khi bản thân bị cuốn vào trường phong ba kinh thiên này, chỉ sợ đến chết cũng không hiểu nguyên do tại sao mình vẫn lạc. Kế hoạch bây giờ của hắn là trước tránh đi vũng nước đục này, sau đó tăng cường thực lực bản thân, cố gắng đột phá thái ất cảnh, đủ sức bảo vệ bản thân trong lúc loạn lạc. Bất kể lúc nào, ở nơi đâu, chỉ có tồn tại được mới có tư cách để nói chuyện khác. Dựa theo đánh dấu phụ cận trên bản đồ, nếu đi về phía nam, tòa đại thành gần nhất có đông đảo tu sĩ tụ tập là Gia Vân Thành, ước chừng cần 2-3 tháng lộ trình. Hắn vừa bay về phía trước, vừa sử dụng thần thức cảm ứng động tĩnh chung quanh, rất nhanh liền bay ra khỏi phù vân sơn mạch. May mà dọc theo con đường này không có bất kỳ biến cố gì phát sinh. Trong lòng hàn lập thoáng thở nhẹ ra, khi bay về phía trước triệt để cách xa phù vân sơn mạch, lúc này mới tế ra bích ngọc phi xa, hóa thành một đạo cầu vòng xanh biếc bắn tới phía trước. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng trôi qua, lúc này, hàn lập đang ngồi xếp bằng trên phi xa, trước người lơ lửng một khóa nhỏ màu vàng quay tròn chuyển động không thôi, Xung quanh kim quang lượn lờ, tản ra từng trận chấn động thời gian pháp tắc. Hai tay hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bắn ra, dung nhập vào bên trong khóa nhỏ, vừa tế luyện đồng thời cẩn thận cảm mộ lực lượng thời gian pháp tắc ẩn chứa trong đó. Thật lâu sau, trong mắt hắn hiện lên một tia hào quang dường như đã hiểu ra điều gì đó, một tay phất lên, khóa nhỏ màu vàng kêu lên một tiếng rồi bay trở về lòng bàn tay Hàn Lập. Mặc dù không có tế luyện vật ấy hoàn toàn, nhưng đối với thời gian pháp tắc ẩn chứa bên trong cũng đã tìm hiểu cơ bản nó là một loại lực lượng pháp tắc mang thiên hướng giam cầm, có vài phần tương tự với năng lực của chân môn bảo luân, và lại khóa này ẩn chứa lực lượng pháp tắc thời gian còn nhiều hơn ba kiện tiên khí kia cộng lại. Hàn Lập suy đoán, nếu hấp thu bảo vật này, có lẽ luyện ra không ít thời gian chi tơ, nhưng uy năng bảo vật này không nhỏ, hắn có chút không đành lòng mà thôi. Trước hết chờ xem một chút đã, dù sao việc này cũng không vội. Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng, há miệng phun ra một cỗ kim quang bao trùm khóa nhỏ màu vàng, thu nhập vào trong cơ thể tiếp tục tế luyện. Sau đó, hắn lật tay lấy ra một quả ngọc giản, bên trong là địa đồ Hắc Sơn Tiên Vực. Bây giờ, khoảng cách hắn ly khai Phù Vân Sơn Mạch đã gần nửa tháng, trong thời gian này cũng không có người theo dõi tới đây, làm cho hắn yên tâm không ít, vậy nên mới dám phân tâm ra tìm hiểu khóa nhỏ màu vàng. Phía dưới phi xa là một mảnh sơn mạch liên miên chập trùng, những thứ tử dãy núi này đều hiện lên một màu đen kịt, giống như là than đen, bao quanh sơn mạch là một cỗ xương mù màu đen mơ hồ, thoạt nhìn có chút cổ quái. Kỳ thật đoạn đường này, nhìn thấy phần lớn sơn mạch đều là loại màu sắc này, nên có lẽ tiên vực này được gọi là hắc sơn tiên vực chỉ sợ là do nguyên nhân này mà ra. Hàn lập thu hồi ánh mắt không nhìn xuống mảnh sơn mạch này nữa, gián ngọc giản lên chán bắt đầu tìm hiểu. Nhàn vân sơn mạch cùng với tụ côn thành nằm ở cực bắc của hắc sơn tiên vực, rất gần với man hoang giới vực. Nơi đây có một tin đồn là ngàn vạn năm về trước tại đây đã xảy ra một trận đại chiến giữa thiên đình và hung thú bên trong man hoang giới vực, sau đó cướp đoạt mảnh thiên địa này để xây dựng nên đại thành. Thật ra các tiên vực khác cũng đồng dạng như vậy, khu vực tu sĩ nhân tộc đều mở rộng về hướng man hoang, cũng sẽ thành lập một tòa đại thành giống như tụ côn thành, sau đó coi đây là căn cơ để tiếp tục khuếch trương ra, từ đó hình thành nên tiên vực, đồng thời một ít tu sĩ thành lập các tòa thành khổng lồ thủ hộ cho các quốc gia và phàm nhân sinh sống, phát triển. Phụ cận tụ côn thành tuy không nhìn thấy nhiều bóng dáng của man hoang hung thú, nhưng cũng không tính là yên ổn. Bất quá từ tụ côn thành đi xa hơn về phía nam, tuy rằng không ngừng có các loại sơn mạch, rừng hoang xuất hiện, có chút hoang vu, nhưng so với phụ cận tụ côn thành lại an toàn hơn rất nhiều, đại lượng phàm nhân sinh hoạt ở các thành trì này, từ đó dần dần xuất hiện nên các quốc gia. Tốc độ phi xa cực nhanh, rất nhanh đã bay qua giải hắc sắc sơn mạch bên dưới, phía trước xuất hiện một dòng sông cực lớn. Sông này rộng chừng gần nhìn dặm, sóng nước mênh mông cuồn cuộn, kinh đào phách ngạn, chảy qua ầm ầm, giống như đáy sông ẩn giấu một con dao long cực lớn, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Hàn lập so sánh với địa đồ, con sông lớn phía dưới này là Tùng Giang, phía trước là một quốc gia của phàm nhân, căn cứ theo địa đồ thì hắn vẫn đang đi đúng lộ tuyến. Vào thời khắc này, hắn khẽ giật mình, quay đầu nhìn về một bên, trong mắt chấp động ánh sáng màu tím, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Phía xa xa kia linh khí dao động kịch liệt, trong đó xen lẫn lực lượng pháp tắc, rõ ràng là tu sĩ có tu vi không kém đang kịch đấu, tối thiểu là cấp kim tiên linh khí phiến khu vực này mỏng manh, trong mấy vạn dặm chung quanh chỉ có vài tông môn được tỏa chấn bởi tu sĩ hợp thể, tại sao lại có tu sĩ kim tiên cảnh chém giết? Hàn lập bấm niệm pháp quyết tản hào quang đi, thu phi xa vào, đồng thời thả thần thức ra, lặng lẽ thăm dò về hướng đó. Ồ, thần sắc hắn chợt biến đổi, sắc mặt âm trầm bất định. Do dự một chút, trên người hắn chấp động ánh sáng màu xanh, toàn bộ cơ thể biến thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, bay về hướng đó. Một lát sau, Hàn Lập bay đến một chỗ trong hắc sắc sơn mạch, thân hình rơi vào phụ cận một khe núi cực lớn. Phía trước mấy trăm dặm ngoài khe núi, quang mang đủ loại màu sắc phóng lên trời, thanh âm bạo liệt như bài sơn đảo hải vang lên liên miên không dứt, chém giết cực kỳ kịch liệt. Ba gã tu sĩ áo vàng, hai nam một nữ, đang vây công một lão đầu tóc trắng. Ba người kia, nhìn phục sức đều là người của thiên đình, đầu lĩnh là một đại hán tóc vàng, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, khí tức tỏa ra cường đại, Rõ ràng là một gã giám sát tiên sứ Thái ất sơ kỳ, mà hai người kia là một thiếu phụ che mặt cùng một thanh niên mập mạp, đều có tu vi Kim Tiên hậu kỳ. Mà lão già tóc trắng không ai khác chính là Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Tại sao Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lại ở chỗ này, lại chém giết với người Thiên Đình, ánh mắt Hàn Lập chấp động, trong đầu suy nghĩ một hồi. Bao quanh người địa hán tóc vàng là một tầng mây mù dày đặc màu vàng, phủ xuống phạm vi hơn 10 dặm, tản ra từng trận pháp tác chấn động cường đại. Theo tay đại hán bấm niệm pháp quyết, những mây mù màu vàng kia như sóng giữ tầng tầng lớp lớp đánh tới nhiệt hỏa tiên tôn. Hai người còn lại tự mình điều khiển hai thanh cự kiếm bắn ra điện quang màu tím về bốn phía, lợi dụng giáp công từ bên cạnh, nhìn qua thì đây là hai kiện tiên khí uy lực cực kỳ bất phàm. Từng đạo tử sắc kiểm điện thô to từ trên hai thanh cự kiếm oanh kích ra, bổ về phía nhiệt hỏa tiên tôn. Ba người liên thủ công kích, phối hợp không chê vào đâu được, uy thế kinh người. Bất quá giờ phút này nhiệt hỏa tiên tôn lấy một địch ba, tuy rằng đã rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không đến mức quá chật vật. Trên đỉnh đầu lão lơ lửng một đại kỳ đỏ thấm, trong đó có một đồ án khổng thước màu bạc nhìn cực kỳ thần tuấn. Từng đạo hỏa trụ vừa thô vừa to từ trong đại kỳ phóng ra liên tục, hình thành một biển lửa xung quanh, ngăn cản công kích chung quanh. Bất quá sở dĩ nhiệt hỏa tiên tôn có thể ngăn công kích xung quanh dưới sự liên thủ của ba người cũng không hoàn toàn do đại kỳ đỏ thấm kia, mà là bên hông lão có một đoàn kim quang chấp động. Đó là một cổ kính màu vàng dài chừng một xích, làm cho người ta có một cảm giác vô cùng cổ xưa, tựa hồ đã có từ rất lâu, trải qua vô tận tuế nguyệt trầm mình cùng dòng chảy thời gian. Từng đạo ánh sáng màu vàng từ cổ kính tản mát ra, phạm vi mấy trăm trượng phụ cận đều được bao phủ trong đó, thế trận công kích của ba người đại hán tóc vàng khi tiến vào trong phạm vi mấy trăm trượng đó, lập tức chậm lại gấp 10 lần, căn bản không uy hiếp được nhiệt hỏa tiên tôn, những công kích kia hoặc đơn giản né tránh, hoặc là đơn giản ngăn trở. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, ánh sáng màu vàng đó tỏa ra chấn động pháp tắc mãnh liệt không thể nghi ngờ đó chính là thời gian pháp tắc vậy cổ kính màu vàng kia chính là một kiện tiên khí thời gian hơn nữa phẩm giai không thua kém gì kiện tiên khí hình khóa nhỏ trong tay hắn hỏa sĩ tử thức thời đưa tay chịu trói nói rõ chỗ kia ra thiên đình sẽ không bạc đãi ngươi đại hán tóc vàng tuy biết không làm gì được nhiệt hỏa tiên tôn nhưng cũng không tức giận hai tay vung lên rồi quát lớn một luồng sóng sương mù màu vàng từ trong tay áo cuồn cuộn, cuộn tuôn ra từ bốn phương tám hướng đánh xuống nhiệt hỏa tiên tôn, ý đồ muốn vây lão lại. Hai người còn lại cũng không rảnh rỗi đánh ra từng đợt tia chớp to lớn về phía nhiệt hỏa tiên tôn, nhằm phong bế đường rút lui của lão. Hàn lập thấy cảnh này, ánh mắt chấp lên, tựa hồ hiểu ra được điều gì đó. Cái gì hỏa sĩ tử, ta chính là nhiệt hỏa tiên tôn trưởng lão hỏa diệp tông, thiên đình các ngươi quá không nói đạo lý, hôm nay lão tử liều mạng với các ngươi. Nhiệt hỏa tiên tôn phẫn nộ quát lên một tiếng, bỗng nhiên há miệng phun ra một đoàn tinh khí màu đỏ, lóe lên chui vào trong đại kỳ màu đỏ, đồng thời trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ. Đại kỳ đỏ thấm bỗng nhiên lớn lên gấp bội, từng đạo hỏa trụ điên cuồng phóng ra. Những hỏa trụ này hòa làm một thể, hóa thành một cửa kiếm màu đỏ to như một ngọn núi, mang theo âm thanh như tiếng núi lửa gào thét sắc phun trào, hung hăng chém về phía đám sương mù dày đặc màu vàng. Xoẹt một tiếng, sương mù màu vàng bị xé nứt ra một lỗ hổng lớn, nứt ra, bị cự kiếm hỏa diễm trùng kích, bốc hơi không ít. Tuy cự kiếm hỏa diễm chém ra một lỗ hồng lớn, tốc độ cũng đại giảm, nhưng cự kiếm vẫn phát ra hỏa diễm cuồn cuộn, kèm theo đó là từng đạo âm thanh như mãnh thú gầm thét, vẫn một đường chém ra hướng bên ngoài. Hắc hắc, chỉ bằng tu vi kim tiên hậu kỳ của ngươi cũng muốn phá vỡ đại trận kim sa vạn dặm của ta sao? Đại hán tóc vàng không chút bận tâm, gã cười lạnh liên tục, hai tay liền bấm niệm pháp quyết. Vùng phụ cận xương mù màu vàng lập tức cuồn cuộn nổi lên, phía trước lóe lên hoàng mang, sương mù màu vàng ngưng tụ thành một ngọn núi to lớn ngàn trượt, trông rất sống động, tựa như một ngọn núi chọc trời hiện ra từ hư không. Cự kiếm hỏa diễm chảm lên ngọn núi, phát ra một tiếng vang oanh thật lớn, cự kiếm lập tức bị ngăn cản lại. Không chỉ như thế, chung quanh sương mù màu vàng bay ra từng tia sáng màu vàng, nhao nhao quấn quanh cự kiếm hỏa diễm, tầng tầng lớp lớp, làm cự kiếm căn bản không thể nào nhúc nhích được. Chương 640, không tìm nhầm người. Nhanh, tranh thủ, đại hán tóc vàng cười lạnh một tiếng, quát to, thiếu phụ che mặt và thanh niên mập mạp không nói hai lời nhanh chóng bấm quyết, từng đạo sấm sét màu tím từ giữa không trung oanh kích xuống, bổ vào trên hỏa diễm cự kiếm. Hai màu hào quang đỏ tím không ngừng đan vào nhau bên ngoài cự kiếm, thân kiếm rung động hiện ra từng vết nứt, nhanh chóng mở rộng, tựa hồ muốn bạo liệt ra. Thế nhưng vào thời khắc này, trong mắt nhiệt hỏa tiên tôn lóe lên một tia quỷ dị, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Âm một tiếng, tinh huyết bạo liệt ra, hóa thành một đoàn huyết quang nồng đậm, lóe lên chui vào trong đỉnh đại kỳ màu đỏ rồi biến mất. Âm một âm thanh to lớn trầm đục vang lên, đại kỳ màu đỏ tỏa sáng hào quang, khổng tước màu bạc thình lình từ trên mặt cờ bắn ra, hóa thành một đạo ngân quang phóng ra cửa kiếm màu đỏ nhanh như điện, đâm vào trong mây mù màu vàng đất. Khổng tước màu bạc bay ra, đại kỳ màu đỏ lập tức phốc phát ra một tiếng vang nhỏ, vậy mà trực tiếp bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không để ý đến đại kỳ màu đỏ, hai tay bấm pháp quyết nhanh như bánh xe. Lập tức mảng lớn ngân sắc hỏa diễm từ trong cơ thể khổng tước màu bạc xông ra, hung hăng trùng kích lên mây mù màu vàng đất. Âm thanh nổ tung cuồng bạo vang lên ngay vị trí va chạm, ngân sắc hỏa diễm và mây mù màu vàng đất vừa mới tiếp xúc, lập tức giống như nước lạnh rơi vào dầu nóng, nổ vang lên liên tiếp. Rõ ràng khổng tước màu bạc mạnh hơn rất nhiều so với ngọn lửa cự kiếm màu đỏ, ngân sắc hỏa diễm vừa xông lên, lập tức đánh tan mây mù màu vàng đất phía trước dễ như trở bàn tay, xé rách đám mây mù màu vàng đất ra một khe hở cự đại khổng tước màu bạc dương hai cánh ra, lướt nhanh về phía trước, mắt thấy liền muốn phá vỡ hoàn toàn đám mây mù màu vàng đất phía trước. Thân hình nhiệt hỏa tiên tôn theo sát phía sau khổng tước màu bạc, quanh mình lượn lờ kim quang, mắt thấy liền muốn thoát khỏi vòng vây. Đáng chết, đại hán tóc vàng thấy vậy, tức giận quát một tiếng, há miệng phun ra một chiếc quạt lông màu vàng, phía trên minh khắc từng đạo linh văn cắt bụi, tản mát ra linh quang ngút trời. Năm ngón tay đại hán khép lại nắm chặt cán quạt lông màu vàng, hung hăng vỗ một cái lập tức vang lên tiếng thét mãnh liệt một cỗ hào quang nồng đậm màu vàng đất từ trên quạt lông chen trúc ra nhanh chóng biến lớn lên trong nháy mắt hóa thành một đạo phong bạo màu vàng tre khuất bầu trời quét ra bốn phương tám hướng cuốn cả nhiệt hỏa tiên tôn lẫn khổng tước màu bạc vào trong đó cơn bão này uy lực cực mạnh khiến cho cả khu vực này bỗng nhiên biến sắc từ đằng xa nhìn lại có thể thấy toàn bộ khe núi tính cả phương viên trăm dặm chung quanh trong khoảnh khắc bị một cỗ lốc xoáy màu vàng to lớn vô cùng bao khỏa lốc xoáy xông thẳng tới chân trời tầng mây giữa không trung cũng bị xé nứt ra, chuyển động theo lốc xoáy ù ù. Khổng tước màu bạc bị phong bạo quét tới, lập tức thân thể không trụ vững chuyển động theo phong bạo, nào còn có thể tiếp tục đi tới. Mà thân thể nhiệt hỏa tiên tôn cũng bị phong bạo cửa đại quét tới, bất quá chung quanh thân thể lão bị tầng ánh sáng kim sắc kia bao phủ, phong bạo vừa tiến vào phạm vi ánh sáng kim sắc lập tức trở nên chậm chạp. Mặc dù không tạo thêm ảnh hưởng lớn nhưng thân hình phi đồn cũng ngừng lại Thân ảnh đại hán tóc vàng nơi xa lóe lên sau một khắc xuất hiện phía trước nhiệt hỏa tiên tôn đồng thời trên thân gã đại phóng hoàng mang một linh vực cự đại màu vàng từ trên người khuếch tán ra bao phủ toàn bộ khe núi hết thảy bên trong khe núi lập tức trầm xuống tựa hồ bị vạn quân đẻ ép trở về cho ta đại hán tóc vàng tung ra một quyền hư không đảo một cái ầm ầm linh vực màu vàng cuồn cuộn kịch liệt một cự quyền màu vàng nổi lên lớn chừng ngàn trượng hung hăng đánh vào nhiệt hỏa tiên tôn hình thể cự quyền kia quá lớn nhiệt hỏa tiên tôn được ánh sáng kim sắc bao phủ quanh thân cũng vô pháp ngăn trở. Chỉ nghe huỳnh một tiếng vang thật lớn, hư không phủ cận chấn động kịch liệt, nhiệt hỏa tiên tôn như gặp phải trọng kích, toàn bộ cơ thể bị chấn bay trở về, lần nữa bị bước về vòng vây cũ. Thân hình Hàn Lập nơi xa vẫn bất động, đại hán kia cuốn lên phong bạo màu vàng tuy uy lực kinh người, nhưng đánh đến đó thì đã hết uy lực, căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Giờ phút này hắn cau mày lại, mặt lộ vẻ do dự. Nhưng lập tức, ánh mắt của hắn nhìn thẳng, tựa hồ đã ra quyết định, thân hình thoát một cái biến mất vô tung. Đại hán tóc vàng tung một quyền đánh bay nhiệt hỏa tiên tôn, rời ánh mắt nhìn về phía đầu khổng tước màu bạc kia, tay điểm một cái. Xì, si, bụp tiếng nổ lớn vang lên, một đoàn hoàng quang lóa mắt từ đầu ngón tay nổi lên, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, tiếp đó ngưng tụ hóa thành một châm nhỏ lập lè hoàng mang, bắn ra, ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh hoàng mang mảnh như sợi tóc, vô thanh vô tức. Lúc này khổng tước màu bạc vẫn bị phong bạo chung quanh cuốn tới, thân thể quay tròn, nhưng vẫn như cụ cố gắng vỗ hai cánh, ổn định thân thể. Vào thời khắc này, một đạo hoàng mang hết sức nhỏ hiện ra, bỗng nhiên một âm thanh rệ khiếu chói tai vang lên. Thân hình khổng tước màu bạc giấy ruộng lập tức chậm lại, chỗ nghi tâm xuất hiện một lỗ đen to bằng nắm tay, xuyên đến sau ót. Trong miệng nó phát ra một tiếng gào thét, tiếp đó toàn bộ thân thể ẩm bạo liệt ra, hóa thành ngân diễm bay đầy trời, bị phong bạo màu vàng chung quanh quét sạch, trong khoảnh khắc bị thôn phệ mất mà bên kia chuôi hỏa diếm cự kiếm bị thiếu nữ che mặt cùng thanh niên mập mạp liên thủ oanh kích giờ phút này cũng vỡ ra hóa thành ngọn lửa màu đỏ đầy trời bị phong bạo chung quanh cuốn tới biến mất khổng tước màu bạc cùng hỏa diếm cự kiếm đồng thời vỡ vụn lập tức sắc mặt nhiệt hỏa tiên tôn trắng bệch quang mang hộ thể quanh người chấn động một hồi ảm đạm xuống không ít tựa hồ bị tổn thương không nhỏ ánh sáng kim sắc chung quanh lão cũng theo đó rung động một trận thu nhỏ lại non nửa đại hán tóc vàng thấy cảnh này mặt lộ ra vẻ kinh hỉ vắt tay đưa quạt lông màu vàng trong lòng bàn tay tới trước, há miệng phun ra một cỗ tinh khí màu vàng, chui vào trong quạt lông. Quạt lông màu vàng phóng ra vạn đạo hào quang màu vàng, đồng thời nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một cự phiến lớn trăm trượng, mỗi một cây lông vũ trên cự phiến đều nở rộ ra, phía trên có đồ án linh văn lấp lóe điên cuồng. Một cỗ chấn động pháp tác mãnh liệt từ trên cự phiến bộc phát ra, mãnh liệt gấp mấy lần so với lúc trước, định vung tới nhiệt hỏa tiên tôn hai người thiếu phụ che mặt và thanh niên mập mạp nhau nhau phi thân lui lại, tựa hồ sợ bị tác động đến. Thế nhưng vào thời khắc này, dị biến phát sinh, một đạo lục quang từ đằng xa điện xạ ra, lóe lên liền phóng đến trước cửa phiến màu vàng, chính là một cái hồ lô xanh biếc. Vù một tiếng gào thét, một đạo hào quang xanh biếc thô to từ trong hồ lô phun ra, cuốn lấy cự phiến màu vàng. Cự phiến tản mát ra hoàng mang ngút trời đụng đến hào quang xanh lá, lập tức như băng tuyết gặp lửa, nhanh chóng biến mất, đồng thời kích thước cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Sắc mặt nhiệt hỏa tiên tôn đỏ lên, vốn định liều mạng một lần, thấy cảnh này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, động tác trong tay dừng lại. Người nào lén lén lút lút, sắc mặt đại hán tóc vàng đột biến, nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay đánh ra một đạo hoàng mang, chui vào trong quạt lông màu vàng. Hoàng quang bên ngoài quạt lông màu vàng ảm đạm lập tức sáng lên một chút, giấy rủa kịch liệt không thôi, ý đồ tránh thoát hào quang màu xanh lá cầm cố. Kết quả chính vào lúc này, vù một tiếng một tia sáng màu xanh sẫm trong nháy mắt từ trong hồ lô bắn ra quấn chặt lấy quạt lông màu vàng xoắn một phát két một tiếng quạt lông màu vàng giống như đậu hũ bị tia sáng xanh sẫm xoắn nát lập tức hào quang màu xanh lá quấn lấy tàn phiến lóe lên bay trở về trong hồ lô tiếp đó hư không đằng sau hồ lô lóe lên một bóng người màu xanh hiện ra chính là hàn lập bất quá giờ phút này toàn thân hắn bị quang mang màu xanh mờ mờ bao phủ làm cho người không thấy rõ dung mạo nhiệt hỏa tiên tôn nhìn thấy hàn lập ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc rốt cuộc các hạ là người nào dám can đảm nhúng tay vào chuyện tiên ngục chẳng lẽ không muốn sống nữa ánh mắt đại hán tóc vàng quét qua hồ lô màu xanh lục sau đó rơi vào trên thân hàn lập trầm giọng hỏi xem ra ta không tìm nhầm người hàn lập nghe vậy từ tốn nói giả thân giả quỷ bất quá chỉ là một tên kim tiên không biết tìm được một kiện huyền thiên chi bảo từ nơi nào dám ở trước mặt ta lớn lối như thế chờ ta rút nguyên anh của ngươi ra tra khảo xem ngươi còn phách lối nữa không đại hán tóc vàng lạnh giọng nói tiếp theo hai tay vỗ vào túi chữ vật bên hông đang tính làm gì đó bất quá động tác hàn lập nhanh hơn một bước tay vỗ vào dưới đáy hồ lô nhanh như thiểm điện hồ lô xanh biết nghiêng tới nhắm ngay hướng đại hán tóc vàng miệng hồ lô đột một phóng ra lục quang ngút trời bên trong chuyển ra tiếng vang như lôi đình giờ phút này vòng xoáy màu xanh lục trong hồ lô xanh biết chuyển động đảo ngược kịch liệt một chuôi thanh trúc phong vân kiếm lơ lửng ở chính giữa vòng xoáy bị một đoàn lục quang trói mắt bao trùm, rung động kịch liệt, đang muốn phun ra. Nhưng vào thời khắc này, một đạo hoàng quang từ chỗ sâu trong hồ lô bay vụt tới, trong đó cuồn cuộn vô số phù văn màu vàng, tản mát ra chấn động lực lượng pháp tắc kinh người, chính là lực lượng pháp tắc bên trong quạt lông màu vàng mới bị xoắn nát vừa rồi. Ánh sáng màu vàng mơ hồ một cái, hiện ra bên trong vòng xoáy màu xanh lục. Trùm sáng vừa tiến vào vòng xoáy màu xanh lục, cả hai tựa hồ phát sinh cộng hưởng, đều sáng lên. Trong vòng xoáy, chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài vòng xoáy. Hàn lập cảm ứng được hết thảy phát sinh trong hồ lô, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trong hồ lô đều là tự diễn biến, dường như thoát ly sự khống chế của hắn. Một đạo hoàng quang từ miệng hồ lô phun ra, phát ra tiếng thét đáng sợ, tiếp đó lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc mặt đại hán tóc vàng cuồng biến, thân thể bắn ngược ra sau, đồng thời bên ngoài thân hiện ra vô số linh văn màu vàng, tiếp đó lập tức thoát ly thân thể, lóe lên huyễn hóa thành một tấm chắn màu vàng có hoa văn phong cách cổ xưa, cản trước người gã. Sau một khắc, một tiếng nổ rất lớn vang lên, tấm chắn màu vàng run lên bần bật, một đoàn hoàng mang chói mắt nở rộ phía trên đó, nhưng lại lóe lên biến mất. Mặt ngoài tấm chắn thình lình nhiều ra một lỗ thủng to bằng miệng chén. Đằng sau tấm chắn, sắc mặt đại hán tóc vàng mốc trệ, tràn đầy vẻ không tin nổi. Dưới đan điền của gã, Thinh linh bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, vết thương cháy đen bóng loáng, không có tia máu nào chảy ra. Mà dưới mặt đất sau lưng đại hán tóc vàng cũng hiện ra một cái động lớn đen thấm, thông xuống dưới mặt đất, chẳng biết bao xa. Một màn này phát sinh trong chớp mắt, làm cho hai người thiếu phụ che mặt và thanh niên mập mạp cách đó hơn 10 dặm nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nhiệt hỏa tiên tôn cũng mở chừng hai mắt, giống như gặp quỷ. Chương 641: Tìm tới cửa, nét mặt Hàn Lập hiện lên một tia kinh hỉ, lập tức bấm tay điểm một cái. Sau một khắc, trên đỉnh đầu đại hán tóc vàng lóe lên thanh quang, một thanh tiểu kiếm màu xanh lăng không hiển hiện ra, bên ngoài thanh quang lượn lờ, bổ xuống nhanh vô cùng. Xoẹt xoẹt một tiếng, thân thể đại hán tóc vàng bị chém thành hai khúc, tàn hồn trong cơ thể bị kiếm khí lăng lệ ác liệt xoắn nát bấy. Thiếu phụ che mặt cùng thanh niên mập mạp lúc này khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần, lập tức quay người chạy trốn về hai hướng, đồng thời nhanh chóng tế ra các loại tiên khí, hóa thành từng màn sáng bảo vệ quanh thân. Nhưng vào lúc này phía trước thiếu phụ che mặt lóe lên hồng ảnh, thân ảnh nhiệt hỏa tiên tôn lăng không xuất hiện, ngăn cản đường đi, hai tay lão vung lên. Từng vòng ánh sáng màu vàng từ trên người lão phát ra, lan đến hướng thiếu phụ che mặt. Thiếu phụ vốn đang toàn lực phi độn về phía trước, lúc này lập tức đâm đầu vào bên trong gợn sóng màu vàng, thân hình lập tức trì trệ. Vừa rồi còn không phải rất kiêu ngạo sao? Giờ đến phiên lão tử. Nhiệt hỏa tiên tôn cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái, một tiếng rít gào chói tai vang lên mấy đạo phi kiếm màu đỏ bắn ra đánh tới phía thiếu phụ che mặt hàn lập nhìn về phía nhiệt hỏa tiên tôn một cái sau đó nhìn về phía thanh niên mập mạp kia nhưng lại không lập tức ra tay hắn rời ánh mắt nhìn về phía hồ lô xanh biếc hơi trầm ngâm một chút sau đó tay vỗ lên trên hồ lô một cái thanh niên mập mạp độn tốc cực nhanh trong khoảnh khắc đã bay vụt đến cuối tầm mắt mắt thấy liền muốn biến mất ở cuối chân trời bỗng một đạo hào quang màu đỏ từ miệng hồ lô bắn ra Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lóe lên biến mất rồi xuất hiện sau lưng thanh niên mập mạp. Phốc một tiếng giòn vang, các màu hào quang hộ thể trên người thanh niên mập mạp tựa như tờ giấy, bị một kích của hào quang màu đỏ phá vỡ. Trên bụng thanh niên mập mạp bị xuyên thủng một cái động lớn, nguyên anh bên trong cũng bị một kích phá vỡ. Vào thời khắc này, một thanh tiểu kiếm màu xanh lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu thanh niên mập mạp, chém xuống một cái, đồng dạng chém thân thể kia thành hai khúc, thần hồn còn sót lại cũng bị xoắn nát. Sau khi bổ đôi thi thể thanh niên, tiểu kiếm màu xanh phát ra một cỗ kiếm quang màu xanh, cuốn chữ vật pháp khí trên thi thể thanh niên mập mạp bay vụt về. Hàn lập đứng ở chỗ này không hề động đậy, nhìn hồ lô xanh biếc, ánh mắt hơi chấp động. Đạo xích quang vừa rồi chính là cỗ pháp tác chi lực lúc trước hồ lô xoăn nát chui tiên kiếm hỏa diếm kia, sau đó thu nhập vào trong hồ lô. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, lật tay thu hồ lô xanh biếc vào. Bên cạnh hắn chấp thanh quang liên tục, hai thanh tiểu kiếm màu xanh hiển hiện ra, mỗi thanh mang theo mỗi chữ vật pháp khí một tím một vàng, chính là của đại hán tóc vàng và thanh niên mập mạp. Hàn lập phất tay thu hồi hai thanh tiểu kiếm màu xanh cùng chữ vật pháp khí, lại bấm tay bắn ra hai đoàn hỏa diễm, thiêu đốt thi thể đại hán tóc vàng và thanh niên mập mạp thành cho tàn. Vào thời khắc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Hàn lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy phía xa, lúc này thiếu phụ che mặt đã hóa thành một hỏa nhân màu bạc, cháy hừng hực. Hai cánh tay thị vung vẩy tứ tung, ý đồ dập tắt hỏa diễm trên người, đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng nào, qua dây lát toàn thân hóa thành cho tàn. Thân ảnh Hàn Lập nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện bên cạnh nhiệt hỏa tiên tôn. Lệ đạo hiếu, là ngươi à, đa tạo xuất thủ tương trợ, nhiệt hỏa tiên tôn quay người nhìn về phía Hàn Lập, thanh âm bình tĩnh nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, rời nơi đây trước đã. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết phung lên, hai đạo hồ quang điện màu vàng thô to từ lòng bàn tay hắn bắn ra, sau đó hóa thành từng đạo hồ quang điện màu vàng, đan sen lập lòe hình thành một lôi quang pháp trận một tiếng sấm sét nổ mạnh lôi quang pháp trận tỏa sáng hào quang thân ảnh hai người hàn lập mơ hồ một cái từ pháp trận biến mất không thấy sau khi thân ảnh hai người biến mất không lâu một đạo ngũ sắc điện quang từ đằng xa bay vụt đến lóe lên liền xuất hiện trên không khe núi điện quang lóe lên thân ảnh tô lưu hiển hiện ra bên cạnh gã còn có một nam tử mang đạo bào nhìn thấy tình cảnh bên dưới sắc mặt hai người đều trầm xuống tuy rằng rất yếu ớt, nhưng vẫn có thể cảm giác được ba cỗ tử khí cùng oán niệm, xem ra ba người dịch liên đều đã bị giết chết. Tô Lưu nói ra nhàn nhạt, tu vi hỏa sĩ tử chỉ là kim tiên hậu kỳ, với thực lực dịch liên, lại thêm hai thủ hạ kim tiên hậu kỳ, nếu không thể bắt được, cuốn lấy hắn hẳn là không khó, sao lại bị giết chết. Chuyện này mới có bao lâu, nam tử đạo bào nhíu mày nói ra, ánh mắt Tô Lưu đảo qua phía dưới, chợt dừng lại, thân hình bay xuống bên dưới, rơi vào bên cạnh động sâu không đáy do Hàn Lập dùng hồ lô xanh biết đánh ra. Gã ngồi xổm xuống, ngón tay vuốt ve thoáng một phát phách động sâu không đáy, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, lẩm bẩm nói, lợi hại, lợi hại. Nam tử đạo bào cũng phi thân rơi xuống, nhìn động sâu không đáy, thần sắc cũng lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Động này cũng không phải hỏa sĩ tử và đám người dịch liên có thể làm được, xem ra có kẻ giết ba người dịch liên, cứu đi hỏa sĩ tử kia. Người này không đơn giản, Tô Lưu đứng lên, chậm rãi nói ra, trong miệng nam tử đạo bào nói lẩm bẩm, chỗ nghi tâm tản mát ra một cỗ bạch quang như nước, lập tức tràn ngập phạm vi hơn 10 dặm chung quanh. Hai tay y bấm niệm pháp quyết, bạch quang giống như vật còn sống chấp động qua lại các nơi. Không sai, nơi đây ngoại trừ bốn người dịch liên, còn có một khí tức, hẳn là hung thủ, bất quá người này vô cùng giảo hoạt, khí tức lưu lại vô cùng mỏng manh, xem ra đã sớm phòng bị, cuối cùng hắn lại dùng một loại không gian pháp trận lôi điện, mang theo hỏa sĩ tử truyền tống rời đi. Nam tử đạo bạo rất nhanh ngừng tay, mở miệng nói ra, phảng phất như tận mắt chứng kiến. Có cách nào dò xét được lôi điện pháp trận truyền tống đến chỗ nào không? Tô Lưu nghe vậy, truy vấn, chỉ sợ không được, lôi điện pháp trận kia truyền tống rất xa, vượt qua phạm vi cảm ứng của ta. Nam tử đạo bào lắc đầu nói, Tô Lưu nghe vậy nhướng mày, im lặng, hiện tại chúng ta làm gì? Nam tử đạo bào đợi một hồi, thấy Tô Lưu không có mở miệng, nhịn không được hỏi. Nếu như không tìm thấy manh mối, chúng ta trở về trước đi. Tô Lưu im lặng một lát, mở miệng nói ra, lời còn chưa dứt, gã không đợi nam tử đạo bào nói gì, liền phất tay đánh ra một cỗ ngũ sắc lôi quang, bao trùm thân thể hai người lại, điện xả về một hướng xa. Hắc thổ tiên vực, trên không một mảnh xâm lâm màu xanh sẫm, một màn sáng lôi điện màu bạc rủ xuống như thác nước, trong hư không ngưng tụ ra một lôi điện truyền tống trận, thân ảnh hai người hàn lập từ đó thoáng hiện ra. Điện quang thu lại, trên thân hai người biến thành độn quang, cùng bay vút về hướng nam, mấy ngày sau mới đáp xuống một thị trấn nhỏ cũ kỹ thấp thoáng sau khe núi. Sau khi hai người đáp xuống đất, cũng không vội vã nói chuyện, mỗi người thi triển thủ đoạn che đậy hoàn toàn khí thức trên người mình, sau đó đi dọc theo con đường lót đá màu xanh đã mòn không chịu nổi từ bên ngoài đi vào trong tiểu trấn. Ngân cách trong và ngoài trấn là một cổng trào bằng gỗ đã mòn lớp sơn, phía trên được phủ lên một lớp ngói đen mọc đầy rêu xanh, phía dưới treo một tấm bảng khắc ba chữ to thanh lâm trấn. Hàn Lập đứng ở chỗ này nhìn xem mấy chữ phía trên cổng trào, chợt nhớ tới năm đó mình ly khai sơn thôn, địa phương đầu tiên đặt chân đến chính là Thanh Như Trấn. Chỉ khác một chữ, đã là hai thế giới cách xa nhau vạn năm. Làm sao vậy, lệ đạo hiếu? Nhiệt hòa tiên tôn thấy thế, lông mày cao lại hỏi. Không có gì, chẳng qua là nhớ lại chút ít chuyện cũ. Hàn Lập lắc đầu, nói ra, ta hiện tại đã là chim sợ cành phong rồi, lệ đạo hữu ngươi lại còn có tâm tư nhớ chuyện cũ. Tâm tình như thế, bội phục, bội phục, nhiệt hỏa tiên tôn cười khổ lắc đầu, nói ra, lúc trước chúng ta một đường đi về hướng nam, nhưng trên đường đã đổi hướng đông qua tây mấy lần, trước mắt xem ra vẫn không có dấu hiệu bị người đuổi kịp, không cần quá mức khẩn trương. Hàn lập cười nói, hai người xuyên qua cổng trào đi vào phía trong, phát hiện thanh lâm trấn này diện tích tuy không lớn, mấy đường phố tuy không quá rộng, nhưng trà lâu tử quán cửa hàng hiệu thuốc ngược lại cái gì cần có đều có, thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Không bao lâu, hai người đi vào một quán trà, trực tiếp thuê một gian xương phòng lầu 2, ngồi gần cửa sổ nhìn xuống. Tiểu nhị mang lên một bình vân sơn vụ trà thượng đẳng, kèm thêm một ít điểm tâm tinh xảo, sau đó tự động lui xuống, chỉ còn lại hai người Hàn Lập ngồi đối diện uống trà. Hàn Lập nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hít một hơi, một mùi thơm tươi mát xông vào mũi, lông mày không khỏi nhướng lên. Không nghĩ tới sơn giã bình thường này cũng có trà thơm như vậy. Hắn có chút ngoài ý muốn nói, nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy, khẽ nhấp một ngụm nước trà, chắp miệng, lại không cảm thấy có chỗ nào đáng khen. Lần này được lệ đạo hữu xuất thủ tương trợ, lại thiếu ngươi một phần ân tình rồi. Ánh mắt của lão nhìn lướt qua phía dưới đường đi ngoài cửa sổ, sau đó nhìn về phía Hàn Lập, nghiêm mặt nói ra. Thay vì nói chuyện này, còn không bằng ngươi nói cho ta một chút, tại sao lại bị người tiên cung vây công a? À? Thần sắc Hàn Lập như thường hỏi, cái này, lệ đạo hữu kính xin thứ cho ta không thể nào nói rõ. Nhiệt hòa tiên tôn có chút khó xử nói, không sao, Đại khái ta cũng có thể đoán được vài phần, nhất định là chỗ tông môn ngươi xảy ra vấn đề. Lúc trước ngươi nhắc nhở ta không nên dùng thân phận ngoại môn trưởng lão Hỏa Diệp Tông, hẳn cũng là vì chuyện này a. À. Trong cốc ngươi đã giúp ta, cho nên lần này xem như ta trả lại ngươi một cái nhân tình." Hàn Lập khoát tay áo, nói ra, "Chuyện này ta đã cân nhắc nhiều lần, vẫn là không nên biết nhiều thì tốt hơn." Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thở dài, thản nhiên nói. Hàn Lập thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, uống một hớp trà đang muốn nói gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy hắn bỗng đứng lên, cổ tay vòng một cái, lòng bàn tay nhiều ra một thanh kiếm chấp động điện quang, chính là thanh trúc phong vân kiếm. Nhiệt hỏa tiên tôn chậm hơn một hơi so với hắn, cũng đứng lên, hai tay bấm pháp quyết, theo ánh mắt hàn lập nhìn về phía cửa vào xương phòng. Lúc này, một đạo hào quang màu bạc đột nhiên lăng không hiển hiện ngay đó, từ đó chuyển ra từng trận chấn động không gian mãnh liệt. Trong mắt hàn lập lóe lên hàn quang, thanh quang trên người đột nhiên sáng ngời trên người hắn lập tức bộc phát ra chấn động làm cho nhiệt hỏa tiên tôn bên cạnh cũng nhịn không được khóe mắt nhảy dựng lên đạo hữu chớ động thủ tại hạ cũng không phải là người tiên cung cũng không có ác ý lúc này một âm thanh có chút quen thuộc bỗng nhiên vang lên chỉ thấy bên trong ngân quang là hai đạo nhân ảnh hiển hiện ra một người trong đó mặc áo tím trên đầu tóc trắng quan tướng mạo tuấn lãng bất phàm còn người kia mặc áo đen dung mạo trẻ tuổi dáng người hơi gầy gò lại là bọn hắn chương 642, không tham gia náo nhiệt. Tuy Hàn Lập nhận ra hai người xuất hiện trước mắt là Thạch Xuyên không cùng siêu trộm hồ tam của Luân Hồi Điện, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác chút nào. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà rời ánh mắt về phía nhiệt hỏa tiên tôn, bởi vì lúc này ánh mắt của Thạch Xuyên không cùng hồ tam đều tập trung trên thân nhiệt hỏa tiên tôn. Ngươi là người phương nào? Trên thân nhiệt hỏa tiên tôn chấp động hào quang, ánh mắt khẽ quét qua ngân hồ, sau đó rời qua Thạch Xuyên không. Tại hạ Thạch Xuyên không, Ta nghĩ đạo hữu cũng chưa nghe qua cái tên này. Bất quá không quan hệ, nhiệt hỏa đạo hữu chỉ cần biết mục đích chúng ta tới đây là để tìm ngươi là được rồi." Thạch Xuyên không thoáng thi lễ, mỉm cười nói, thời điểm nói chuyện, ánh mắt gã quét qua thân Hàn Lập, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. "Là ngươi, ngày ấy tại đấu giá hội Ngọc Côn lâu, các hạ tranh bảo cùng ta không ít, của cải cũng rất phong phú a." À. Thanh niên áo đen bên cạnh nhíu mày một cái, cười hắc hắc nói ra. "Siêu trộm, Ngân Hồ, tiếng tam lừng lấy chắc không đến mức so đo chuyện này chứ. Hàn lập nở nụ cười một cái, thân tình tự nhiên nói. Hạc hạc, đạo hữu quá lo lắng rồi, hôm nay chúng ta tới là tìm nhiệt hỏa đạo hữu đấy. Hồ Tam cười hạc hạc, nói ra, các ngươi tìm ta có chuyện gì, ánh mắt cảnh giác của nhiệt hỏa tiên tôn càng thêm ngưng trọng, thân hình cũng không tự chủ nhích về hướng hàn lập một chút. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta tìm nhiệt hỏa đạo hữu là có mục đích, có lẽ trong lòng đạo hữu biết rõ hơn ta mới phải ánh mắt thạch xuyên không lại rơi vào trên thân nhiệt hỏa tiên tôn nói ra hàn lập nghe lời ấy ánh mắt hơi chuyển nhìn về phía nhiệt hỏa tiên tôn trong mắt không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc ta không biết ngươi đang nói cái gì nếu trước giờ chúng ta không có oán thù vậy thì đường ai nấy đi đi lệ đạo hiếu chúng ta đi thôi thân sắc nhiệt hỏa tiên tôn không thay đổi nói hỏa đạo hiếu chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy ngươi lại không muốn quay về nhìn tông môn một chút hồ tam bỗng nhiên cao giọng nói ngươi Trở về thì thế nào, bất quá đều là cảnh thê lương đổ nát mà thôi. Ta thực không rõ, chuyện cũ như khói mây, vì sao các ngươi lại không chịu buông bỏ. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy ngừng lại, trầm mặc một hồi lâu, sau đó khôi phục lại, nói: "Tuy Hàn Lập nghe qua giống như rơi vào một mảnh sương mù, nhưng cũng có thể nhìn ra hai người trước mắt này không có ác ý, lập tức thu trường kiếm trong tay vào. Hỏa đạo hữu, không phải chúng ta không chịu buông, mà là Thiên Đình vẫn luôn theo đuổi không bỏ." Vì sao Hỏa Diệp Tông bị Tiên cung theo dõi? Nhàn Vân Sơn vì cái gì lại trở thành một mảnh hỗn loạn như vậy? Ta nghĩ ngươi so với chúng ta càng rõ ràng hơn." Sau khi Hồ Tam nghe xong, thở dài nói ra. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng khẽ động, trách không được lúc trước Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhắc nhở mấy lần, không cho hắn dùng thân phận trưởng lão Hỏa Diệp Tông, xem ra không thiếu ẩn tình trong đó. Tuy rằng mình đã sớm suy đoán, nhưng hiện tại cơ bản đã có thể chứng minh dự đoán đó đúng, lúc trước Ngô Tử Kỳ bị tập kích có lẽ là do liên quan đến lão. Cuối cùng các ngươi là người nào, hãy cho ta biết. Nhiệt hỏa tiên tôn trầm mặc nửa ngày, nói ra, không dối gạt nhiệt hỏa đạo hiếu, ta chính là người luân hồi điện, mà vị thạch đạo hiếu này lại đến từ ma vực. Hồ Tam mở lớn hai mắt, nói như thế, như thế nào ma tộc lại lựa chọn kết minh cùng người luân hồi điện các ngươi? Nhiệt hỏa tiên tôn kinh ngạc hỏi, nhiệt hỏa đạo hiếu suy nghĩ nhiều rồi, thạch xuyên không ta bất quá là một kẻ vô danh tiểu tốt, làm sao lại có thể đại biểu toàn bộ ma tộc? Hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây, thứ nhất là nhận lời mời của Hồ Tam, thứ hai là có chút tò mò với chuyện xảy ra năm đó ở chân ngôn môn, không biết nhiệt hỏa đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc một chút hay không. Thạch Xuyên không cười cười, nói ra, thời điểm nghe được ba chữ chân ngôn môn, nét mặt hàn lập không đổi nhưng trong lòng chấn động không thôi. Đối với tông môn này, hắn cũng không xa lạ gì, không chỉ vì hắn tu luyện chân ngôn hóa luân kinh có nguồn gốc từ tông môn này, mà vì lúc trước thần hồn hắn Xuyên không chính là đã đến tông môn này ngoài ra thạch xuyên không mở miệng nói không khỏi quá mức nhẹ nhàng linh hoạt một gia hỏa nắm giữ không gian pháp tắc là một trong tam đại trí tôn pháp tắc làm sao chỉ là một vô danh tiểu tốt ma tộc năm đó thời điểm chân ngôn môn bị diệt đúng ngay lúc ta phụng mệnh sư môn ra ngoài rèn luyện bị khốn ở một di tích tuyệt cảnh đến lúc vất vả thoát thân cũng đã gần ngàn năm sau không biết tại sao lúc ấy vài đệ tử của tông môn còn sót lại đã trở thành trọng phạm truy nã của thiên đình ta đành phải gọt xương dịch dung tha hương cầu thực đối với biến cố tông môn ta cũng rất muốn biết nguyên nhân nếu không ta cũng sẽ không mạo hiểm đi tới hắc sơn tiên vực sáng lập hỏa diệp tông để che giấu tai mắt người nhiệt hỏa tiên tôn thở dài một tiếng nói ra nói như vậy nhiệt hỏa đạo hiếu một ngược ẩn cư nhàn vân sơn đồng dạng cũng là vì che giấu tung tích hàn lập đột nhiên hỏi cũng không hoàn toàn như thế sở dĩ hơn phân nửa thời gian đều lưu lại giã hạc cốc là vì ta ở chung hòa hợp với tính cách bọn đoạn đạo hiếu lại không nghĩ tới cuối cùng nhàn vân sơn vì ta mà bị liên lụy. Đáy mắt nhiệt hỏa tiên tôn lộ ra vẻ ái náy, nói ra. Đạo hữu không nên tự trách, tiên cung đã muốn ra tay với nhàn vân sơn cũng không phải ngày một ngày hai rồi, trong đó hơn phân nửa nguyên nhân là vì muốn quét sạch thế lực luân hồi điện chúng ta ẩn nấp trong đó. Hồ Tam cười cười, sau đó nói như thế, ta có một chuyện không rõ, lúc trước trong cốc chúng ta có một vị đạo hữu bị tập kích trọng thương, không biết là người luân hồi điện các ngươi hay là người tiên cung gây ra. Hàn Lập chuyển chủ đề hỏi: "Ngươi nói là người trên Thanh Phong nhai kia, tổn thương hắn là một gia hỏa cầm một cái ô màu đỏ, trang điểm như đàn bà, thoạt nhìn không giống người Hắc Sơn Tiên cung, lại giống thủ hạ giám sát tiên sứ hơn." Hồ Tam nhìn về phía Hàn Lập, nói ra: "Nói như vậy, người ra tay cứu hắn chính là ngươi rồi hả?" Hàn Lập nhíu mày, hỏi: "Ta xem tiểu tử kia còn có mấy phần cốt khí, tha tự bạo thức hải cũng không để bị siêu hồn, liền ra tay giúp hắn một chút. Bất quá ta cũng không nghĩ tới." các ngươi lại có thể cứu hắn sống lại bội phục bội phục hồ tam sờ lên cầm, vừa khen vừa thở dài nói hồ tam có vẻ hơi lạc chủ đề rồi hay là trước nói chính sự cái đã lúc này thạch xuyên không bỗng nhiên dừng một chút mở miệng nhắc nhở hắc hắc bệnh cũ lại tái phát thế nào nhiệt hỏa đạo hiếu nếu như thiên đình đã tìm được tung tích ngươi ngày sau ngươi cũng không thể sống an ổn qua ngày rồi còn không bằng kết làm minh hữu với chúng ta cùng nhau trước đi tìm di tích chân môn môn về sau ta có thể dẫn tiến người gia nhập luân hồi điện chúng ta được luân hồi điện che chở ngươi xem thế nào hồ tam cười khan một tiếng lại hỏi nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy mặt lộ vẻ do dự không có nóng lòng đáp ứng tuy di tích chân ngôn môn khó tìm nhưng cũng không phải không có đạo hữu gia nhập liên minh nếu thật sự có chỗ khó chúng ta sẽ không cưỡng cầu chỉ là người của thiên đình chưa hẳn dễ nói chuyện như chúng ta vậy mặt thạch xuyên không lộ vẻ vui vẻ mở miệng nói ra thạch đạo hữu nói không sai người thiên đình tất nhiên sẽ theo ngươi không bỏ, lần sau ngươi chưa hẳn có thể trốn được. Ngươi không phải cũng muốn giải khai bí ẩn chân ngôn môn bị diệt năm đó. Chúng ta hợp tác tuyệt đối là hai bên được lợi, Hồ Tam tiếp tục khuyên bảo, Hàn Lập nhìn hai người giả trang, một người mặt đỏ, một người mặt đen thay nhau khuyên bảo, trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, dù sao việc này cũng không quan hệ với hắn. Lui một vạn bước mà nói, không phải ngươi muốn gì la lão tổ lưu lại đại ngũ hành nguyễn thế quyết bị người thiên đình đoạt đi chứ hồ tam nói một câu kia như là một cái bố tạ đập vào ngực nhiệt hỏa tiên tôn làm đồng tử của lão không khỏi lớn lên một vòng to không cần kinh ngạc như thế loại tin tức này người luân hồi điện bọn hắn rất linh thông đấy thiên đình vẫn luôn muốn tiến vào di tích chân môn môn một trong những nguyên nhân chủ yếu chính là bộ đại ngũ hành nguyễn thế quyết này thạch xuyên không vừa cười vừa nói các ngươi thì sao mục đích của các ngươi chẳng phải là bộ công pháp này sao? Nhiệt hỏa tiên tôn cười lạnh, hỏi, thay vì nói mục đích của chúng ta là vì đạt được bộ công pháp kia, còn không bằng nói chúng ta vì không để bộ công pháp kia rơi vào tay thiên đình. Bất kể thế nào, về mặt lợi ích, chúng ta đều có lợi đấy. Hồ Tam cũng không phủ nhận, vừa cười vừa nói, tốt, ta đáp ứng kết minh cùng các ngươi. Nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu, gật đầu nói ra. Hạc hạc, nhiệt hỏa đạo hiếu, đây mới là hành động sáng suốt đấy, ta cũng thích trao đổi với người thông minh a à. hồ tam nghe vậy phủi tay nói chậm đã muốn ta gia nhập còn cần đáp ứng ta một điều kiện lúc này nhiệt hỏa tiên tôn bỗng nhiên nói ra đạo hữu cứ nói lông mày hồ tam trao lên nói ra lần này lệ đạo hữu vì cứu ta ra tay giết người tiên cung đã bị ta kéo xuống nước vì vậy lần này hành động phải mang theo hắn mới được nhiệt hỏa tiên tôn lướt nhìn hàn lập nói ra việc này sao hồ tam nghe vậy có chút trần chờ nói Hồ Tam, ta cảm thấy không vấn đề. Thông qua mấy ngày qua chúng ta quan sát, có thể thấy vị lệ đạo hữu này không phải là người thiên đình, mời hắn gia nhập cũng không phải là không thể. Thạch Xuyên không bỗng nhiên mở miệng nói ra, nếu như Thạch Huynh cũng nói như vậy, vậy thì mời lệ đạo hữu gia nhập cùng chúng ta. Hồ Tam gật đầu nói, đa tạ hảo ý chư vị, lúc trước lệ mố cứu nhiệt hỏa đạo hữu, chỉ là do quen biết, cũng là vì báo ân năm đó dẫn tiến làm trưởng lão tông môn, còn về di tích chân ngôn môn theo lời các ngươi nói thì ta thật không có hứng thú. Náo nhiệt này, ta sẽ không tham gia. Hàn Lập bỗng nhiên hơi ôm quyền, mở miệng nói ra. Cả ba người nghe vậy, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Lệ đạo hiếu, có lẽ người còn không biết thế lực luân hồi điện khổng lồ như thế nào. Đoạn đường này nếu đồng hành cùng bọn họ, có thể mượn nhờ tài nguyên cùng lực lượng của bọn họ, có thể tránh đi rất nhiều phiền toái, thậm chí có thể bình an ly khai hắc sơn tiên vực. Cho dù ngươi không muốn đi đến di tích chân ngôn môn, môn đi theo bọn hắn đến địa phương an toàn rồi tách ra cũng không phải là không được trên mặt nhiệt hỏa tiên tôn hơi lộ ra vẻ lo lắng truyền âm cho hàn lập nói nhiệt hỏa đạo hữu người cũng biết bây giờ ta đang bị sát suy chi kiếp quấn thân ứng phó việc này cũng đã lao tâm khổ trí quá độ rồi thật sự không còn dư thừa tinh lực ứng đối sự tình khác người tiên cung lùng bắt chủ yếu vẫn là ngươi ta chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có đại phiền toái nên ta không tham dự chuyện này hàn lập không có truyền âm mà trực tiếp mở miệng nói ra. Đối với thế lực rất mạnh của Luân Hồi Điện, trong lòng của hắn tự nhiên biết rõ, hắn cũng có thể nghe được, nhiệt hỏa tiên tôn hoàn toàn chính xác là vì tốt cho hắn. Bất quá trước mắt tâm tư hắn đều tập trung vào việc làm cách nào loại trừ sát khí, đối với việc tìm kiếm di tích cũng không có quá nhiều hứng thú, chỉ vì di tích kia là của chân môn môn, hắn mới do dự như thế. Bất quá xuất phát từ sự lo lắng quá nhiều, hắn vẫn quyết định không trôi vào vũng nước đục này chương 643, đi rồi quay lại. Thạch Xuyên không cùng Hồ Tam nghe Hàn Lập nói vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái nhưng không nói gì cả. Đã như thế, ta cũng không ép buộc, núi cao sông dài sẽ có ngày gặp lại, lúc đó lại báo đáp ân tình đã cứu giúp của đạo hiếu. Nhiệt hỏa tiên tôn thấy thế, biết rõ tâm ý Hàn Lập đã quyết, lập tức mở miệng nói ra. Một hồi duyên phận giã hạc cốc, không cần nói nhiều lời khách khí làm gì, sau này chúng ta còn gặp lại. Hàn Lập ôm quyền nói ra, sau này gặp lại, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn ôm quyền đáp lễ nói. Sau đó, Hàn Lập gật đầu chào hai người Thạch Xuyên không một cái, trên người lóe lên độn quang hóa thành một đạo màu xanh bay ra ngoài cửa sổ quán trà, lập tức viễn độn biến mất. Di tích tông môn ngay tại Hắc Thổ Tiên vực, có lẽ các ngươi đã biết. Khi nào chúng ta lên đường? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ một lát, quay người hỏi. "Không vội, còn chờ một người tới trợ giúp nữa." Hồ Tam nhếch miệng lên, vừa cười vừa nói, "Bất kể thế nào, rời khỏi nơi này trước đã." trước đó chúng ta bày ra nghi trật, chưa hẳn đã lừa được những giám sát xứ kia, nói không chừng bọn hắn nghe mùi mà truy đuổi tới đây. Thạch Xuyên không mở miệng nói ra, vừa nói xong, hai tay y bấm pháp quyết, trước người sáng lên một mảnh ngân quang, trong hư không lập tức truyền ra từng đợt ba động không gian dữ dội, rất nhanh cuốn ba người vào trong, biến mất tại lầu hai quán trà. Thời gian trôi qua từng chút, nhoáng cái đã qua hơn ba năm. Trong một dãy núi màu đen chập trùng không dứt tại Hắc Sơn Tiên Vực, có một tòa sơn phong thấp bé kẹp giữa hai ngọn núi to lớn giống như trong một thung lũng. Trong rừng rậm trên ngọn núi này, có một con đường đá xanh nhỏ uốn lượn thông về phía tòa đạo quán cũ nát, trước cửa còn trồng hai cây cổ hoè. Nhìn bên trong sơn môn đã triệt để sụp đổ, có không ít gian phòng linh quan điện đã đổ nát không chịu nổi, chỉ còn sót lại một tòa Tam Thanh điện phủ đầy rêu xanh cỏ dại còn ngoan cố đứng vững. Đêm khuya, trong Tam Thanh điện hiện lên ánh sáng màu trắng mơ hồ, phát ra từ góc cửa sổ ở giữa đại điện đổ nát chiếu rọi bóng hình cột trụ trên thềm đá ngoài hành lang. Một nam tử áo xanh đang khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn cũ nát, trước người hắn có một cái bình nhỏ màu xanh sẫm đặt trên mặt đất, xung quanh thân bình bao phủ vô số chùm sáng màu trắng nhìn có chút kỳ lạ. Nam tử không ai khác, chính là Hàn Lập, ngày đó sau khi tách ra với ba người nhiệt hỏa tiên tôn, vừa rời khỏi thanh lâm trấn, hắn liền trực tiếp dùng mấy lần truyền tống lôi trận kéo dài khoảng cách với bọn họ, sau đó khống chế bích ngọc phi xa bay nhanh một đường về hướng nam ban ngày hắn không ngừng bay đi ban đêm lại tìm kiếm thành trấn bình thường cách hoang sơn giã lĩnh không xa để nghỉ ngơi như thế mới có thể tránh mặt đám tu sĩ cũng không bị yêu thú làm phiền vừa có thể dùng bình nhỏ ngưng tụ lục dịch vừa tu luyện mấy bộ công pháp thời gian kia sau khi hắn phục dụng qua túc sát đan loại bỏ không ít sát khí trên đường đi ngược lại bình an vô sự chỉ là những cao thành đại trấn có tu sĩ ẩn hiện kia tạm thời không thể đi vào đại khái qua hơn nửa khắc đồng hồ điểm sáng bốn phía đều bị tiểu bình hấp thu ngưng tụ thành lục dịch hàn lập cong ngón tay búng ra đốt đống củi cách đó không xa lên sau đó vươn người cầm lấy bình nhỏ nâng lên trước mặt nhờ ánh lửa hắn nhìn xuyên thấu qua vách bình giống như ngọc phỉ thúy bên trong thấy có chứa một giọt chất lỏng đang nhấp nhô nhẹ nhàng ngay khi hắn do dự muốn vào động thiên hoa chi để thúc giục đạo binh một phen thì mặt nạ long ngũ trên mặt đột nhiên tự động phát ra hào quang trong lòng hàn lập hơi dị động đưa tay kết pháp quyết, âm thầm thúc dục. Chỉ thấy mi tâm mặt nạ phóng ra một đạo ánh sáng màu hồng, chiếu rọi vào trong hư không trước người hắn, ngưng tụ ra một nhân ảnh. Nhân ảnh nó cao chừng hai trượng, cơ hồ cao bằng đại điện, trên người mặc một kiện hắc bào rộng lớn, trên mặt mang tấm mặt nạ ác quỷ màu đỏ sập, hai mắt như linh, mũi như mỏ ưng, miệng lộ răng nanh. Hàn Lập không khỏi nhướng mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện bộ dạng trang phục này chính là hình ảnh luân hồi sứ trong trí nhớ lục nhân giáp. Ngươi chính là Long Ngũ sao? Từ khi trở thành luân hồi chi tử đến nay đã hơn nghìn năm, thời hạn nhiệm vụ thứ nhất đã qua, nhiệm vụ nghìn năm mới ngươi vẫn chưa hoàn thành, cần ngươi đi thực hiện. Ngữ khí luân hồi xứ hở hứng, mở miệng nói, đã một nghìn năm rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật, Hàn Lập không khỏi cảm thán nói ra, nhiệm vụ lần này ngươi lựa chọn tiếp nhận hay là dùng tiên nguyên thạch để đổi. Luân hồi xứ hỏi, làm phiền tôn xứ trước nói rõ nội dung nhiệm vụ lần này. Hàn Lập suy nghĩ, nói ra, nhiệm vụ lần này cần ngươi tới vi thước sơn gặp mặt hồ tam hiệp trợ hắn hoàn thành một lần thám hiểm di tích tình huống cụ thể sau khi các ngươi gặp mặt hắn sẽ nói rõ cho ngươi ban thưởng nhiệm vụ ngoại trừ bảo vật tự mình đoạt được trong khi thăm dò di tích hồ tam sẽ thêm vào hai vạn tiên nguyên thạch hoặc là một kiện tiên khí bất nhập phẩm luân hồi sứ nói ra tôn sứ mạo muội cho ta hỏi một chút vị hồ tam đạo hữu này có phải là siêu trộm ngân hồ khá nổi danh trong bản điện hay không hàn lập nghe vậy nội tâm cả kinh nhịn không được hỏi cái này chờ sau khi ngươi gặp có thể tự mình hỏi hắn luân hồi sứ hờ hững đáp tuy đối phương không trả lời thẳng nhưng hàn lập cũng đã biết đáp án nếu như chọn lựa dùng tiên nguyên thạch để đền thì cần trả bao nhiêu hàn lập do dự một chút liền hỏi năm vạn luân hồi sứ lạnh lùng trả lời sau khi hàn lập nghe xong liền lâm vào trầm tư mặc dù số lượng năm vạn tiên nguyên thạch không nhỏ nhưng hắn vẫn lấy ra được Tuy nhiên không ai lại nguyện ý đưa không cho người khác. Hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ về việc có nên đi tích chân ngôn môn hay không. Bởi vì nguyên nhân chân môn hóa luân kinh cùng lục nhân giáp, tự nhiên Hàn Lập cảm thấy hứng thú không nhỏ với chân ngôn môn. Sở dĩ lúc trước không muốn đi, nguyên nhân phần lớn là không tín nhiệm Hồ Tam và Thạch Xuyên không. Nhưng hiện tại trở thành nhiệm vụ ngàn năm của Luân Hồi Điện thì có chút khác biệt. Còn về chuyện đối phó với sát suy, tạm thời nhiệm vụ ban bố trong Luân Hồi Điện còn chưa có trả lời hắn vẫn có thể dùng biện pháp cũ, cho nên bây giờ tiến vào chân ngôn môn hay là chạy trối chết dọc đường cũng không khác nhau quá lớn. Cuối cùng ngươi lựa chọn cái gì, quyết định nhanh lên. Lúc này, tên luân hồi sứ kia chợt mở miệng thúc giục. Nhiệm vụ này, ta tiếp nhận, hàn lập cao giọng trả lời. Tốt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng nghìn năm ngươi lại được tự do, chỉ cần tổn hao tiên nguyên thạch tương ứng liền có thể sử dụng tất cả tài nguyên trong luân hồi điện. Luân hồi sứ gật đầu nói, rứt lời, gã vung tay lên, một mảnh ngân quang ngưng tụ trước hư không, hội tụ thành một mảnh địa đồ có diện tích rộng lớn, trong đó đánh dấu một điểm sáng màu đỏ, trên đó viết ba chữ vi thước sơn. Nhớ kỹ địa điểm địa đồ, người và Hồ Tam sẽ gặp mặt ngay chỗ này, trong vòng nửa năm người cần tới đó. Quá hạn coi như từ chối chấp hành nhiệm vụ, bản điện sẽ truy cứu trách nhiệm. Sau khi luân hồi sứ nói xong, thân ảnh liền từ từ tiêu tán mất. Ánh mắt Hàn Lập nhìn địa đồ mấy lần, kiểm tra địa thế địa hình một lát, rất nhanh liền tìm thấy vị trí sơn mạch của mình đang đứng nhìn qua đánh dấu mới biết chỗ này tên là Lão Ao Sơn. Lại thận trọng so sánh khoảng cách nơi đây cùng Vi Thước Sơn, cảm thấy lộ trình không quá xa, hắn dùng bích ngọc phi xa lên đường thì không sai biệt lắm trong vòng 3 tháng là đến nơi. Sau khi Hàn Lập ghi nhớ địa đồ, quang ảnh trong hư không trước người liền vặn vẹo phai nhạt một hồi đến khi dần dần mất hẳn. Trong đầu hắn nhớ lại địa đồ lần nữa, sau đó có ngón giữa và ngón trỏ lên, trên đó lóe lên ngân quang, liền mở ra đại môn động thiên hoa chi, bước vào trong đó. Hơn 3 tháng sau, trên ngọn núi thẳng đứng đơn độc cao mấy trăm trượng, tựa như cái bánh màn thầu, có ba đạo thân ảnh ngồi vây quanh cái bàn đá bạch ngọc chạm khắc tinh xảo, trong tay từng người cầm một chén rượu màu bạc đang cùng chén đối ẩm. Rượu trong chén có màu đỏ sậm như rượu nho, tản ra từng đợt mùi thơm hơi chát chát làm say lòng người. Trong ba người, thanh niên áo đen là tùy tiện nhất, một tay nâng lấy chén rượu, một tay cầm lấy bầu rượu màu bạc, cao hứng liền trực tiếp ngửa đầu nghiêng bầu rượu đổ tử dịch vào cổ họng cũng không biết bầu rượu của hắn là pháp khí gì, tựa như bên trong có chứa vô số rượu ngon, bất kể đổ ra như thế nào, đều chảy ra tử dịch không ngừng. Hồ Tam Đạo Hiếu, lại nhớ tới, thật ra lệ Đạo Hiếu cũng có sở thích uống rượu giống như ngươi, nếu hắn không rời đi, chỉ nói về việc uống rượu chuyến này, các ngươi cũng có thể trở thành tri kỷ với nhau rồi. Ngồi đối diện thanh niên là một lão giả tóc bạc nói ra. Ba người này không ai khác, đúng là bọn người nhiệt hỏa tiên tôn. a à, nói như vậy, ngược lại quả thật có chút đáng tiếc, chẳng qua người có trí riêng, không thể cưỡng cầu được. Hồ Tam nghe vậy sững sờ, tỏ vẻ không hề gì nói ra. Hồ Tam, người nói người nọ đến khi nào mới tới. Ngồi kế bên cạnh gã, Thạch Xuyên không một mực nhìn về phong cảnh nơi xa, có chút không để ý chuyện uống rượu, lúc này mới quay đầu hỏi. Hẳn là sẽ nhanh, chắc là trong một hai tháng nữa. Nhiệm vụ lần này cao tầng trong biển có chút để ý, người đến chợ giúp ta, cũng phải chọn lựa kỹ càng, kiên nhẫn đợi chút đi. Hồ Tam lại uống ngụm rượu, nói ra. Gã vừa dứt lời, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, tiếp tục nói ra. Hắc hắc, so với ta nghĩ còn sớm hơn. Chỉ thấy một đường độn quang xanh biết nơi phía xa bay tới, ở giữa không trung bất ngờ thu lại, chỉ còn lại một đạo hư ảnh thanh sắc hạ từ trên cao xuống, trực tiếp rơi trước mặt ba người. Ba người vừa nhìn thấy thân ảnh từ trên trời rơi xuống này, thân sắc trên mặt lập tức trở nên đặc sắc vô cùng. Lệ đạo Hữu người đây là, nhiệt hỏa tiên tôn vốn giật mình, sau đó vui vẻ nói. Nhiệt hòa đạo hiếu, còn có hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hàn lập cười cười, chắp tay với ba người nói ra. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không liếc mắt nhìn nhau, lông mày hai người không khỏi nhíu lại. Ngươi, ngươi chính là thành viên trong điện tới trợ giúp ta. Ánh mắt Hồ Tam nhíu lại, nhìn về phía Hàn Lập. Ta cũng thật không ngờ, nhiệm vụ lần này lại là trợ giúp ngươi thăm dò di tích chân môn môn. Hàn Lập thở dài, mở miệng nói ra. Dứt lời, hắn giơ tay quét qua khuôn mặt của mình một cái, trên mặt tỏa ra hào quang, lập tức mặt nạ long ngũ hiện lên. Hồ Tam quan sát mặt nạ của hắn kỹ càng một lát, lông mày nhíu lại, bỗng nói ra. Hắc hắc, thật không nghĩ tới, ngươi chính là long ngũ, như thế nào, ngươi nhận ra ta, bàn tay hàn lập vung một cái, một lần nữa khôi phục lại dung mạo lúc trước, nghi ngờ hỏi. Nghe Giao Tam nói, Long ngũ có thiên tư chắc tuyệt trong việc luyện đan lẫn tu hành, cho nên có chút ấn tượng với ngươi, vẫn muốn được gặp mặt một lần, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được rồi, thật đáng vui mừng. Hồ Tam nhếch miệng cười cười, nói ra, lần này đến lượt nhiệt hỏa tiên tôn có chút khó tin, lão nhìn về phía Hàn Lập, từ từ nói ra. Lệ đạo hữu ngươi, cũng là thành viên luân hồi điện sao, chương 644, chờ xuất phát, thật có lỗi, bởi vì thân phận này, lúc trước không thể không giấu giếm. Hàn Lập hơi ôm quyền với nhiệt hỏa tiên tôn, nói ra. Trước khi tới đây, hắn định thay đổi dung mạo, nhưng nghĩ lại, cảm thấy có chút không ổn. Hắn và nhiệt hỏa tiên tôn ở chung tai đã hạc cốc một thời gian không ngắn, nếu cố ý đổi một thân phận khác, khó tránh khỏi bị lão nhìn ra sơ hở, nếu bị phát hiện ngược lại dễ sinh ra rẻ trừng lẫn nhau, lại thêm hai người hồ tam bên cạnh, tất nhiên sẽ sinh ra thêm phiền toái. Như thế, còn không bằng ngay từ đầu thẳng thắn thừa nhận thân phận lệ hàn này, ngược lại có thể tránh đi rất nhiều tai họa ngầm. Lệ đạo hữu không cần như thế, không phải ta cũng mai danh ẩn tích giống ngươi sao, cả ngày lo lắng rẻ trừng nhiệt hỏa tiên tôn khoát tay áo cười khổ nói hặc hặc đều là người quen lần này thám hiểm chân môn môn thì càng dễ xử lý rồi thạch xuyên không vừa cười vừa nói không tệ không tệ vừa rồi nhiệt hỏa đạo hữu còn nói ngươi có thể làm chi kỷ rượu cùng ta đến 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 chúng ta trước không quản những thứ khác uống trước cho đỡ hiền đã hồ tam vừa cười vừa nói hàn lập thấy vậy mỉm cười cũng không có từ chối lúc này ngồi đối diện với thạch xuyên không đối ẩm với y lại nói tiếp Ban đầu ở trong nhàn vân cốc, ngoại trừ cảnh dương thượng nhân, còn có nhiệt hỏa tiên tôn mê rượu, chưa từng nghĩ tới bây giờ kết bạn cùng hồ tam này cũng là tử quỷ. Bất quá tính cách người này hào phóng không bó buộc, ngược lại làm hắn không có phản cảm, làm khơi gợi lên một ít chuyện cũ ở thất huyền môn trước kia. Hắc sơn tiên vực, nguyên quy đại lục, Lưu Vân Thành. Nguyên quy đại lục ở biên giới đông nam Hắc sơn tiên vực, mà Lưu Vân Thành lại ở vị trí phía nam suối cùng của nguyên quy đại lục, tuy nhìn có vẻ vắng vẻ, nhưng cũng xem như là đại thành phồn vinh số một số 2 ở Hắc Sơn Tiên Vực. Tường thành cao ngất nguy nga, hầu như đâm thẳng vào tầng mây, nội thành với các con đường rộng rãi kéo dài giao thoa nhau, vô số kiến trúc cao lớn hoa mỹ như rừng, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Xa xa nhìn lại, khắp nơi trong thành đều là dòng người rậm rạp chẳng chịt, trên trời cũng có từng đạo độn quang bay qua, phồn vinh hưng thịnh khó có thể tưởng tượng. Phía bên ngoài thành là một mảnh hải vực vô biên, nước biển màu đen, mặt biển cuồn cuộn kịch liệt, nhấc lên từng cơn sóng lớn, tựa hồ cả phiến hải vực đang phát cuồng. Hải vực này có tên là Bạo loạn chi hải, quanh năm sóng biển ngập trời, khí hậu cực kỳ ác liệt, bên trong chứa rất nhiều nguy hiểm, chứa nói phàm nhân, dù là một ít tu sĩ có tu vi hơi thấp cũng không cách nào sinh tồn trong đó được. Tuy khí hậu Bạo loạn chi hải cực kỳ ác liệt, nhưng thiên địa linh khí bên trong lại vô cùng nồng đậm, trên biển có rất nhiều yêu thú, càng có rất nhiều linh tài chân quý. Vì vậy mặc dù Bạo loạn chi hải vô cùng nguy hiểm, nhưng có vô số tu sĩ đi tới Lưu Vân Thành, từ nơi này ra biển tầm bảo, khiến cho thành này trở nên cực kỳ phồn hoa. Lưu Vân Thành phồn vinh như vậy, không chỉ là vì những người kia ra biển tầm bảo, mà còn có một nguyên nhân trọng yếu là bên trong Lưu Vân Thành tọa lạc một tòa truyền tống trận vượt ra cả hắc thổ tiên vực. Bốn tiên khu mặc dù không cách xa man hoang giới vực, nhưng cũng không giáp giới nhau, đều cách một ít nơi hiểm địa. Hắc Sơn Tiên vực cách Hắc Thổ Tiên vực chính là bạo loạn chi hải này chính giữa lưu vân thành này thình lình có một ngọn núi khổng lồ màu trắng cao vút đến tận chân mây từ chân núi đến đỉnh núi xây dựng rậm rạp chẳng chịt vô số kiến trúc xoay quanh tòa núi từ đằng xa nhìn lại toàn bộ ngọn núi màu trắng khổng lồ giống như một cái tổ ong lớn rất là đồ sộ chỗ giữa sườn núi khổng lồ này có một tòa bạch tháp cao ba tầng đứng dựa vào núi cửa điện trước tháp treo một tấm biển lớn mấy trượng phía trên dùng kim phấn viết ba chữ to phi tiên điện nơi đây đúng là đại điện truyền thống lưu vân thành toàn thân do từng khối ngọc thạch màu trắng xây trồng lên nhau. Xuyên qua cửa chính đại điện, đi qua một hành lang gấp khúc màu trắng, phía trước sáng tỏ thông suốt, là một gian sảnh lớn màu trắng to chừng mấy trăm trượng. Bên trái sảnh lớn có một cái bàn ngọc thạch màu trắng dài mảnh, đứng phía sau là mấy tên tu sĩ thiên đình mặc áo bào màu vàng, đang bắt tay làm việc trước năm sáu đội ngũ tu sĩ xếp hàng trước bàn. Bên phải sảnh lớn có vài chục truyền tống trận lớn nhỏ không đều, xếp thành mấy hàng, bên cạnh từng truyền tống trận dựng đứng một khối ngọc bài, trên đó viết nơi truyền tống trận đến. Những truyền tống trận này đều vận chuyển ông ông, thỉnh thoảng chấp động ra từng đạo bạch quang ngút trời, tiếp nhận từng nhóm tu sĩ đến Lưu Vân Thành, hoặc là truyền tống đến địa phương khác. Lúc này, phía trước một cái truyền tống trận bên trái sáng ngời mãnh liệt, tản mát ra bạch quang ngút trời, vốn trong pháp trận không có một bóng người bóng hiện ra mười mấy thân ảnh. Bốn nhân ảnh đi ra, là ba thanh niên nam tử, còn có một lão giả tóc trắng, đúng là bốn người Hàn Lập từ Vi Thước Sơn chạy một đường tới đây. Vì để tránh phiền toái, bốn người thay đổi thân hình dung mạo một chút. Dọc theo con đường này, đại bộ phận bọn hắn đều cưới truyền tống trận tiến lên, ngẫu nhiên đụng phải một ít phiền toái liền trực tiếp phi độn chạy đi, đi một chút dừng một chút, bỏ ra hơn 30 năm, rốt cuộc đã tới Lưu Vân Thành. Xem như đã đến rồi, đi thôi. Hồ Tam gối hai tay sau ót, nói với ba người khác một tiếng liền đi ra bên ngoài. Này, ta nói, chúng ta không trực tiếp cưỡi truyền tống trận sao? bạo loạn chi hải này cũng không phải là có thể đi xuyên qua đấy. Đuôi lông mày nhiệt hỏa tiên tôn khẽ động, hỏi vội. Cưới truyền tống trận vượt qua vực cũng không khác gì trực tiếp băng qua vực, phải bị thẩm tra vô cùng nghiêm khắc, chúng ta trước chuẩn bị một chút mới được. Bước chân hồ tam không ngừng, cũng không quay đầu lại, truyền âm nói với ba người một tiếng. Nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói gì thêm, đi theo. Hàn lập cùng thạch xuyên không từ đầu đến cuối không nói một lời theo ở phía sau, đi ra ngoài. Chỉ là những người còn lại không có phát hiện, lúc Hồ Tam nói chuyện với nhiệt hỏa tiên tôn, khóe miệng gã hơi kéo ra, tựa hồ toát ra vài phần bất đắc dĩ. Hồ Tam chạy trốn nhiều năm tại các đại tiên vực, kinh nghiệm phong phú vô cùng, vì vậy trên đường đi, một ít lộ tuyến nguy hiểm cần phải chú ý, đều giao cho gã chịu trách nhiệm. Lại nói tiếp, mọi người có thể đi trôi chảy như thế tới Lưu Vân Thành này, công lao của gã không nhỏ. Người này thoạt nhìn chẳng hề để ý cái gì, dường như không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật tâm tư tinh tế, suy tính nhiều chuyện còn hơn mấy phần so với những người khác. Theo dòng người đi ra ngoài, bốn người rất nhanh rời khỏi tháp cao màu trắng. Vị trí tháp ở địa thế khá cao, thành trì phía dưới, còn có bạo loạn chi hải ngoài thành đều xuất hiện trước mắt. Bạo loạn chi hải quả nhiên đồ sộ, hàn lập nhìn hải vực phía xa, kích động tán thưởng một tiếng. Tiếng nổ mạnh u u từ xa truyền đến, mọi người dưới chân ngọn núi màu trắng khổng lồ cũng rung động lắc lư nhẹ theo. Nơi đây chỉ là khu vực gần biển, còn không xem vào đâu, nếu như đến chỗ sâu trong bạo loạn chi hải, chỗ đó mới chính thức là sóng lớn ngập trời, rất kích thích a." À. Hồ Tam cười nói, "A, à, chẳng lẽ Hồ Tam đạo hữu đã đi vào chỗ sâu trong bạo loạn chi hải?" Hàn Lập thấy hơi lạ hỏi, "Đã xảy ra thật lâu rồi, lần đó cũng là từ Lưu Vân Thành này tiến về Hắc Thổ Tiên vực, lúc ấy ta nhất thời nóng đầu, muốn vượt qua bạo loạn chi hải, liền bỏ ra mấy chục năm đã đến chỗ sâu trong bạo loạn chi hải rồi." Hồ Tam cười nói, ta có xem qua một ít ghi chép về bạo loạn chi hải, nói là chỗ sâu trong hải vực ngoại trừ các loại yêu thú, còn có các tộc quần hải yêu tộc kỳ lạ sinh hoạt, thực lực rất mạnh, có thể chiến đấu với yêu thú trên biển, lại thêm trên biển không thiếu nơi hiểm yếu, có thể nuốt sống người đi qua bạo loạn chi hải này. Hàn lập hỏi như thế, nhiệt hỏa tiên tôn cùng thạch xuyên không nghe vậy, cũng đều cảm thấy hứng thú nhìn qua. Hắc hắc, lệ huynh quả nhiên là nghe nhiều biết rộng. Chỗ sâu trong bạo loạn chi hải này xác thực nguy hiểm, nhất là những hải yêu tộc kia, chúng nó thù hận cực đoan tu sĩ nhân loại, nhìn thấy nhất định đuổi giết đến cùng, hiếm khi có tu sĩ gặp phải hải yêu tộc mà toàn mạng trở ra. Lần trước sâu trong bạo loạn chi hải ta cũng gặp phải hải yêu tộc, bị chúng nó truy sát một đường trọn vẹn hơn 10 năm, cuối cùng bằng vào một quả tiên phù không gian, mới may mắn chạy thoát trở về, nhưng chịu không ít tổn thương. Hồ Tam nhìn mặt biển rung chuyển phía xa, đồng tử hơi co lại một cái, tựa hồ có chút sợ hãi nói lúc đó tu vi hồ huynh so với hiện tại thì, nhiệt hỏa tiên tôn hơi trần chờ hỏi, đó là chuyện nhiều năm trước rồi, ta vừa mới tiến cấp thái ất cảnh, nhất thời đắc ý quên mình, mới làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Hồ Tam cười hạc hạc, chẳng hề để ý nói, Hàn Lập nghe nói vậy, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Thực lực Hồ Tam hắn đã chứng kiến, lấy tu vi thái ất cảnh cũng không thể vượt qua bạo loạn chi hải này, xem ra trong biển sâu này rất nguy hiểm. Nghe nói bên trong hải yêu tộc kia còn có tồn tại đại la cảnh, Thiên đình cũng không thương thảo được, cho nên mới không tiếc món tiền khổng lồ kiến tạo truyền tống trận chỗ này để vượt qua vực. Hồ Tam tiếp tục nói. Thì ra là thế, nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy gật đầu. Đi thôi, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tới nội thành tìm một khách sạn ở trước đã. Hồ Tam nhìn thoáng qua chung quanh một cái, dẫn đầu bay vào hướng nội thành. Ba người hàn lập phi thân đuổi theo, rất nhanh bốn người đi tới nội thành, tìm một khách sạn thanh tịnh thuê bốn gian phòng ở lại. Hàn lập thoáng sửa soạn trong phòng một chút sau đó đứng dậy đi tới gian phòng Hồ Tam, hỏi thăm gã lúc trước nói thẩm tra là cái gì. Việc này không vội, chúng ta thật vất vả mới đi tới Lưu Vân Thành này, chỉ vội vàng đi qua như vậy thì thua thiệt rồi. Ta biết rõ trong Lưu Vân Thành này có một tòa, vị tử lâu làm mỹ thực khẩu vị vô cùng ngon, lượn quanh lưới ba ngày không tiêu tan, lầu này có một loại tuyệt phẩm tiên tử, chúng ta trước đi uống thử, sau đó lại nói những thứ khác. Hồ Tam cười ha ha, không có trả lời vấn đề hàn lập, ngược lại giới thiệu một món rượu ngon trong thành, Hàn Lập nghe vậy, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Dọc theo con đường này, cứ đến một thành, Hồ Tam nhất định phải tìm một ít món ngon mỹ vị, có đôi khi phải đợi 10 ngày nửa tháng, làm chậm hành trình không ít. Tuyệt phẩm tiên tử, thật không, nhiệt hỏa tiên tôn cùng Thạch Xuyên không bây giờ cũng đã đi tới, nhiệt hỏa tiên tôn nghe có hảo tử, ánh mắt lập tức sáng lên, xoa xoa đôi tay nói. Thời gian vừa qua mọi người một mực căng thẳng tinh thần chạy đi, xác thực vất vả, trước nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Thạch Xuyên không cười nhạt một tiếng, nói ra, Thạch Huynh nói rất đúng, nên như thế, đi mau, đi mau. Hồ Tam dùng sức vỗ bả vai Thạch Xuyên không một cái, sau đó gấp gáp giống như khó dằn nổi bước nhanh ra bên ngoài. Hàn Lập thấy tình hình này, bất đắc dĩ lấy tay sờ lên mũi, cất bước đi theo. Mặc dù đối với rượu ngon món ngon, hắn cũng không để trong lòng, nhưng cũng không muốn làm mọi người cụt hứng. chương 645, ung dung tự tại. Hồ Tam mang theo ba người Hàn Lập rẽ trái rẽ phải trong Lưu Vân Thành, rất nhanh đi tới trước một tử lâu màu đỏ thắm, cửa treo một tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ to vị tử lâu. Tử lâu này có quy mô khá lớn, tổng cộng có 5 tầng, tầng 1 tầng 2 là đại sảnh, bày đầy bàn lớn, lầu 3 trở lên chính là khu vực khách quý, cách ra từng gian riêng. Giờ phút này mặc dù chưa đến giờ cơm, nhưng tầng 1 tầng 2 đã ngồi đầy người, hơn nữa ngồi tại chỗ này đều là tu sĩ, tu vi lại không thấp. Phía trước quán rượu vẫn còn có không ít tu sĩ, giống như thực khách thế tục bình thường đang xếp hàng chờ đợi, nhìn thấy ba người Hàn Lập cả bọn âm thầm kinh ngạc. Hồ Tam tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc với chuyện này, trực tiếp bước vào tử lâu, lấy ra một vật giống như lệnh bài, lắc lắc trước mặt một tiểu nhị chạy ra chào đón. Nguyên lai like là khách quý đến, mời lên phòng khách quý trên lầu. Tiểu nhị xem xét lệnh bài một chút, lập tức cúi đầu khom lưng mang theo bốn người đi thẳng tới một phòng khách quý tầng năm phòng khách quý đặt một bộ bàn ghế dựa cực kỳ tinh tế, rực rỡ không xa xỉ, cho dù lấy ánh mắt của bốn người cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Hồ Tam cũng không hỏi qua ba người, miệng lưỡi lưu loát kêu một bàn mỹ thực phong phú với tiểu nhị, còn có một bầu rượu lớn màu thanh bích cao hơn một thước. Sương mù màu trắng nhẹ nhẹ từ trong miệng bầu rượu bay lên, khuếch tán chậm chậm ra không khí. Một mùi rượu thơm kỳ dị lan ra, cho dù là nhiệt hỏa tiên tôn lẫn thạch xuyên không ngửi được mùi rượu này, tinh thần cũng chấn động, trong miệng vậy mà nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên là rượu ngon, ánh mắt nhiệt hỏa tiên tôn sáng lên, khen, tất nhiên rồi, khách nhân đi tới vị tử lâu này, hơn phân nửa đều là vì tiên tử mà tới. Hồ Tam cầm bầu rượu lên rót cho mỗi người một chén, tiếp đó bưng chén rượu của mình lên uống một hơi cạn sạch, mặt lộ vẻ say mê. Hàn lập bưng chén rượu lên, nếm thử một chút, con mắt lập tức sáng lên. Loại rượu này có màu hổ phách, nhìn óng ánh trong suốt, sau khi vào miệng, một cỗ hương vị khó nói lên lời bao trùm đầu lưỡi tiếp đó chậm rãi thẩm thấu truyền đến toàn thân mùi rượu này không chỉ có một mà là trên trăm loại tư vị kỳ rượu dung hợp thành hắn nếm thử qua cũng chưa hẳn nhận ra được hết các loại hương vị trong đó rất nhiều mùi rượu đan vào nhau nhưng lại phân ra rõ ràng để cho người khó mà dùng lời nói hình dung được so với bất kỳ tiên tử nào mà hàn lập uống qua trước kia đều cao hơn một bậc quả nhiên là tuyệt phẩm tiên tử không biết rượu này tên là gì nhiệt hòa tiên tôn cũng nếm thử một miếng gật đầu khen rượu này tên là hồ phách tiên sở dĩ vị tử lâu có danh khí to lớn như thế hơn phân nửa nguyên nhân là nhờ rượu này mỗi lần thiên đình tổ chức quần tiên hội cũng sẽ dùng hổ phách tiên này hồ tam dứt lời uống một hơi cạn sạch chén rượu ngon trong tay mặt lộ vẻ thỏa mãn quần tiên hội sắc mặt hàn lập khẽ động đặt chén rượu trên tay xuống chính là thịnh hội của thiên đình cứ qua một đoạn thời gian thiên đình sẽ triệu tập cung chủ các đại tiên vực tiên cung đến thiên đình, thương nghị chuyện quan trọng, xem như là thịnh hội lớn nhất của thiên đình. Hồ Tam gật gù đắc y nói, Hàn Lập nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức trầm ngâm, tựa hồ đang cân nhắc điều gì. Hồ Tam cũng không để ý Hàn Lập, buông tay buông chân ăn uống thả cửa. Thạch Xuyên không cũng có chút yêu thích mỹ thực, cũng lập tức ra tay ăn uống. Nhiệt hỏa tiên tôn tựa hồ cực kỳ yêu thích hổ phách tiên này, uống liên tục chén này sang chén khác. Không quá lâu, cả bàn mỹ thực rượu ngon đều bị quét sạch chỉ còn lại một bàn chén bát bừa bộn cơm nước no nê quả thật là thiên đại chuyện vui nhân sinh bởi vì cái gọi là khổ tu vạn năm cuối cùng thành tiên tại sao phải chia ra làm hai thế giới tương phản người khác vẫn tu hành khổ ta vẫn tiêu diêu giữa thiên địa hồ tam vỗ vỗ cái bụng hơi căng lên thở dài nói được lắm tiêu diêu tự tại giữa thiên địa nên uống cạn một chén lớn nhiệt hòa tiên quân khen lớn một tiếng nói thạch xuyên không xoa bụng bĩu môi, không nói gì. Ăn cũng ăn xong, uống cũng uống no bụng rồi, chúng ta cũng nên thương lượng một chút chuyện chính sự tiến về hắc thổ tiên vực à. Hàn lập đặt chén rượu xuống, mở miệng nói ra, đồng thời hai tay hắn bấm quyết điểm một cái, một tầng thanh quang nhộn nhạo lên, mở ra một tầng màn sáng màu xanh, bao quanh gian phòng lại. Lệ huynh thật đúng là không để cho người ta buông lỏng một chút. Hồ Tam nhìn Hàn lập một chút, uể oải nói, Lệ huynh nói không sai, chúng ta vẫn nên thương lượng một chút chính sự mới tốt, lưu vân thành là trọng thành hắc sơn tiên vực thiên đình cực kỳ trọng thị nơi này chỉ sợ đã sớm bố trí xuống vô số cơ sở ngầm trong nội thành hay là chúng ta nên rời sớm mới tốt sắc mặt thạch xuyên không ngưng lại nói đúng là như vậy nhiệt Hỏa tiên tôn cũng gật đầu nhẹ tốt a à, tốt a à. thực không có cách nào ép các ngươi a à. hồ tam thấy ba người đều nói như vậy nhún vai thu hồi vẻ đùa giỡn thạch huynh nói không sai thiên đình cực kỳ trọng thị lưu vân thành này nhất là truyền tống trận kia càng bị thiên đình khống chế nghiêm mật người muốn sử dụng truyền tống trận đều phải qua thẩm tra nghiêm khắc hồ tam dừng một chút nghiêm mặt nói thẩm tra chủ yếu ở mặt nào hàn lập lập tức hỏi có hai mặt một là thẩm tra thân phận muốn dùng khóa vực truyền tống trận cần phải có thân phận được hắc sơn tiên cung tán thành bất quá cái này không khó chỉ cần chịu tốn tiên nguyên thạch vẫn dễ dàng lấy được thân phận chính quy mặt thứ hai mới thật phiền phức phải qua thiên kính thẩm tra hồ tam nói đến đây cũng nhíu mày lại thiên kính thẩm tra đó là cái gì nhiệt hòa tiên tôn ngạc nhiên hỏi là thiên đình nghiên cứu ra một loại pháp trận cảm ứng gọi là thiên kính pháp trận dò xét khí tức cực kỳ nhạy cảm phương pháp này có chức năng lưu trữ nghe nói bên trong tồn chữ hết thảy tin tức trọng phạm thiên đình truy nã trong đó bao gồm dung mạo công pháp tu luyện sử dụng tiên khí giống như chúng ta là nghịch phạm truy nã của thiên đình chỉ cần tiết lộ một chút tin tức ngay lập tức sẽ bị thiên kính pháp trận cảm ứng được đến lúc đó có hậu quả gì cũng không cần ta nói rõ a à hai tay hồ tam vỗ một cái nói vậy mà có thể ghi chép hết thảy tin tức tội phạm thiên đình truy nã thật là pháp trận cảm ứng lợi hại hàn lập chậm rãi nói ta tuy xem thiên đình không vừa mắt nhưng nắm trong tay toàn bộ tiên giới dưới chứng có vô số kỳ nhân dị sĩ càng tích lũy vô số tri thức cũng chỉ có bọn hắn mới có thể nghiên cứu ra loại vật này bất qua bố trí một cái thiên kính pháp trận cực kỳ phức tạp tiêu hào tài nguyên vô số kể cũng chỉ có một số địa phương trọng yếu thiên đình mới bày ra pháp trận này hồ tam còn nói thêm bọn người hàn lập nghe vậy đều im lặng gật đầu nhẹ thạch huynh ngươi và ta đã đại náo một trận tại tụ côn thành chỉ sợ hiện tại cũng đã nằm trên chu tiên bảng thiên đình nhiệt hỏa huynh thì không cần phải nói một mực bị thiên đình truy xét hai người các ngươi phải nghĩ biện pháp ẩn giấu hoàn toàn khí thức của mình không để tiết lộ nửa điểm tin tức đấy hồ tam nhìn về phía thạch xuyên không cùng nhiệt hỏa tiên tôn trịnh trọng nói thạch xuyên không cùng nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy đều gật đầu nhẹ cúi đầu trầm ngâm về phần lệ huynh ta không biết ngươi có bị thiên đình truy nã hay không bất quá thiên đình thiết kế ra tòa thiên kính pháp trận này mục đích chính là tìm kiếm thành viên luân hồi điện ngươi cũng phải muôn vàn cẩn thận ta có thể phát giác được sát khí trên người ngươi nồng đậm khác thường tuy rằng dùng thủ đoạn nào đó ẩn giấu nhưng cũng không hoàn mỹ nhất định sẽ bị thiên kính pháp trận cảm ứng được hồ tam nhìn về phía hàn lập hình như có thầm ý nhắc nhở hàn lập nghe vậy sắc mặt khẽ động hắn một mực phục dụng hư nguyên đan ẩn tàng sát khí trong cơ thể không ngờ lại bị Hồ Tam khám phá được. Hiện tại ta đang muốn vượt qua sát suy, sát khí trên thân tự nhiên nồng đậm, bất kỳ người nào ở vào giai đoạn này cũng sẽ như vậy, chẳng lẽ bởi vì chuyện này mà Thiên Đình nhất định quy ta là thành viên Luân Hồi Điện mà ra tay bắt ta. Hàn Lập có chút kỳ quái hỏi, cho dù là ai, chỉ cần bị Thiên Kính pháp trận cảm ứng được sát khí nồng đậm trong cơ thể, Thiên Đình cũng sẽ lập tức ra tay bắt, còn tại sao lại như vậy, ta cũng không rõ lắm. Hồ Tam gật đầu nói, Hàn Lập nghe vậy trong lòng nao nao, chờ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thiên đình làm việc như vậy, hiển nhiên không phải là bắn tên không trúng đích, tựa hồ giữa luân hồi điện và hôi tiên có một loại liên hệ nào đó không muốn người biết, mà đặc thù rõ rệt nhất của hôi tiên chính là sát khí. Hắn lập tức lắc đầu, không nghĩ về việc này nữa, nhưng trong lòng đang tính toán đến một vấn đề khác quan trọng hơn. Trước đây tại Minh Hàn Tiên Cung hắn giết chết tiêu tấn Hàn nên bị thiên đình truy sát, coi như thiên đình thu thập đủ tin tức của hắn trong minh hàn tiên cung, hắn vẫn có biện pháp tránh khỏi. Chỉ là phương pháp ẩn tàng sát khí trong cơ thể, hắn chủ yếu vẫn dựa vào hư nguyên đan, nhưng đó tuyệt không phải kế lâu dài. Nếu chỉ ẩn tàng sát khí, ngược lại ta có biện pháp. Hồ Tam nhìn thoáng qua hàn lập, hơi do dự một chút, lại mở miệng nói ra. Há, biện pháp gì? Kính xin Hồ Huynh vui lòng chỉ giáo. Hàn lập khẽ giật mình, chắp tay nói. Hồ Tam lật tay một cái, Lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc màu bạc, ném cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận bình ngọc, mở nắp bình ra, bên trong là một quả đan dược màu xám lớn chừng ngón cái. Hắn nhìn đan dược này, ánh mắt chợt lóe lên, tuy màu sắc khác nhau, nhưng khí tức đan dược màu xám này tản mát ra rất giống Ngư Nguyên đan, nhưng lại nồng đậm hơn nhiều. "Đây là..." Hàn Lập không chút biến sắc nhìn về phía Hồ Tam, hỏi. "Đan này tên là Sát Nguyên đan, ăn vào sau đó luyện hóa có khả năng ẩn tàng sát khí, hiệu quả vô cùng tốt." hồ tam nói ra nếu hồ tam đạo hữu nói như vậy chỉ sợ đan này có giá trị không nhỏ tại hạ làm sao lại hàn lập có chút do dự nói hắc hắc mấy vật ngoài thân này đối với ta cũng không có vấn đề hôm nay hợp ý cùng lệ đạo hữu tặng ngươi một lần thì có làm sao hồ tam khoát tay áo ra vẻ không sao cả nói ánh mắt hàn lập lóe lên lần nữa lập tức dùng thần thức kiểm tra cẩn thận đan dược màu xám bạc sau một lát hắn không do dự nữa ngửa đầu nuốt viên thuốc này vào đan dược vào bụng rất nhanh hòa tan ra hóa thành một cỗ khí lạnh truyền ra khắp nơi trong cơ thể những nơi khí lưu lạnh buốt đi qua sát khí nơi đó lập tức ẩn núp xuống phòng xoáy sát khí trong tiên khiếu cơ hồ cũng ngừng chuyển động trở nên yên lặng rất nhanh sát khí trong cơ thể hắn liền thu liếm hơn phân nửa hàn lập cảm nhận được biến hóa trong cơ thể trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng bây giờ dược lực sát nguyên đan vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa một khi luyện hóa toàn bộ nhất định có thể che giấu hoàn toàn sát khí trong cơ thể hắn. Hơn nữa theo hắn đoán chừng, dược lực có thể duy trì tối thiểu khoảng 10 năm. chương 646, chuẩn bị một chút, không biết Hồ Tam Đạo Hữu còn có nhiều sát nguyên đan, hoặc là đan phương của đan này không? Lệ mẫu có thể mua với giá cao, hoặc là dùng những vật khác trao đổi cũng được. Hàn Lập nhìn về phía Hồ Tam, nói ra, vậy thì khó rồi, ta cũng ngẫu nhiên có được nó, càng chưa nói đến đan phương. Hồ Tam lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Vậy có thể nói cho ta biết là đạt được sát nguyên đan này ở nơi nào không? Hàn Lập chưa từ bỏ ý định, truy vấn. Lúc trước ta chưa đột phá thái ất cảnh, tại một cuộc trao đổi hội dưới đất, thấy có người bỏ ra một ngàn tiên nguyên thạch chụp được một bình sát nguyên đan, liền thuận tay lấy được, phát hiện trong bình có hai viên, một viên trong đó đã bị ta dùng hết, vẫn còn dư lại một viên này. Còn về thuốc này xuất từ nơi nào, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hồ Tam giơ hai tay ra, nói. Hàn Lập nghe vậy cúi đầu im lặng không nói. Bất luận thế nào, đa tạ hồ huynh về sát nguyên đan. Đây là năm trăm viên tiên nguyên thạch. Rất nhanh hắn ngẩng đầu lên lấy ra một cái chữ vật pháp khí đưa cho hồ tam. Ta đã nói cho ngươi, ngươi lại vậy thật là không được. Hồ Tam khoát tay áo không có tiếp nhận pháp khí chứa đồ. Ngươi thu lấy đi. Tính tình của hắn cũng tùy hứng vô cùng. Thạch Xuyên không mỉm cười nói. Vậy thì cảm ơn hồ tam đạo hiếu. Hàn Lập cũng không có chối từ, chắp tay nói. Lưu Vân Thành này ta đã tới rất nhiều lần, liên quan tới thân phận chính quy, ba vị không cần lo lắng, cho ta mấy ngày, ta sẽ tự xử lý ổn thỏa. Nhưng thiên kính pháp trận phải nhờ vào chính ba vị rồi, ta chỉ nói một lần, tuyệt đối không nên ôm tư tưởng cầu may. Hồ Tam nói trịnh trọng một câu, tiếp đó thân hình thoát một cái hóa thành một đạo ngân quang mơ hổ biến mất không còn tâm tích. Ba người Hàn Lập nhìn nhau một cái, thân sắc đều có chút nặng nề bọn hắn không có tiếp tục dừng lại, rất nhanh rời từ lâu trở về khách sạn. gần nửa tháng sau, ba người Hàn lập đều đi tới gian phòng Hồ Tam. Hồ Tam vừa mới trở về, thoạt nhìn có chút mỏi mệt, nhưng thần sắc lại khá hưng phấn. Xem ra ba vị đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Hồ Tam nhìn ba người một chút, gật đầu cười nói: giờ phút này ba người Hàn lập đã khác ba ngày trước, ngoại trừ dung mạo không thay đổi, các mặt khác đều hoàn toàn khác biệt, bao gồm cả khí tức tản mát ra. Lúc này Thạch Xuyên không đã đổi một thân áo bào trắng, tay cầm một cây quạt giấy, bộ dạng công tử thế tục. Khí tức ma tộc trên người y đã biến mất không còn tâm tích, tản mát ra một cỗ chấn động khí tức dương khí thuần khiết. Nhiệt hỏa tiên tôn cũng thay đổi thành một, ông lão tóc xám, tay cầm một quải trượng màu tím, thỉnh thoảng phía trên hiện lên một đạo hồ quang điện màu tím. Hỏa diễm chi lực trong cơ thể lão cũng thay đổi thành khí tức lôi điện, mơ hồ cộng hưởng cùng quải trượng màu tím, không có sơ hở chút nào. Hàn lập cũng đổi một bộ trang phục, thân thể cao hơn một chút, làn da trở nên trắng sạch sẽ hơn. Một cỗ chấn động thủy thuộc tính từ trong cơ thể hắn mơ hồ tản ra, nếu lắng nghe kỹ sẽ có từng trận thanh âm sóng nước cuồn cuộn từ trong cơ thể truyền ra. Đoạn thời gian này hắn đều ở trong khách sạn không có đi ra ngoài một bước, toàn lực luyện hóa sát nguyên đan, rốt cục thu liếm sát khí vào thể nội, đồng thời những đồ vật trên người có khả năng tiết lộ thân phận như thanh trúc phong vân kiếm, bích ngọc hồ lô, giải đạo nhân, tinh viêm đồng tử, thậm chí chữ vật pháp khí ngày thường sử dụng cũng bị hắn gỡ xuống thu vào trong động Thiên Hoa chi. Tuy rằng tình huống trong không gian Hoa chi hẳn là sẽ không bị cảm ứng được, nhưng Hàn Lập vẫn dốc hết toàn lực bố trí một pháp trận không gian trong Hoa chi, bao phủ tất cả mọi thứ, kể cả ma quang vào trong. Lúc trước Hồ huynh nói trịnh trọng như vậy, chúng ta sao dám chủ quan? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cười nói, Hồ Tam gật đầu nhẹ, lấy ra ba tín vật thân phận phân biệt đưa cho ba người Hàn Lập. Vật này giống như lệnh bài, toàn thân ố vàng, tựa hồ dùng một loại cây khô chế tạo thành. Hàn Lập lật xem một lượt khô mộc lệnh bài, một bên viết tên mình, tuy vẫn là họ lệ, nhưng lại bỏ tên đi. Mặt kia là một đồ án đóa hoa lục giác, tựa hồ là tiêu chí gia tộc hoặc tông môn nào đó. Thân phận bốn người chúng ta bây giờ là ngoại môn trưởng lão thiên sa tông ở lưu sa đại lục, lần này phụng mệnh tông chủ tiến về hắc thổ tiên vực mua sắm một nhóm vật tư tu luyện. Hồ Tam vừa nói, bên ngoài thân hiện ra một tầng bạch quang mơ hồ, không ngừng lấp lóe vặn vẹo. Trong bạch quang vặn vẹo, thân thể gã chậm rãi biến hóa, mấy hơi thở sau hóa thành một thanh niên đầu tóc bạc trắng, khí tức tản mát ra cũng khác hoàn toàn lúc trước. Ba người Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nhẹ. Bốn người lập tức đi ra khỏi phòng, hóa thành bốn đạo độn quang bay về phía cửa phong màu trắng trong nội thành, rất nhanh lại đi tới cửa phi tiên điện. Nơi này vẫn giống như trước, rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào, một bộ dạng bận rộn. Hồ Tam không có đi vào cửa chính, mang theo ba người hàn lập đi vào một cánh cửa bên cạnh cửa chính, bên trong có một cái cầu thang hướng lên trên. Bốn người bước lên cầu thang đi lên phía trên, mỗi người các người đưa ta 200 tiên nguyên thạch, hồ tam chợt quay người nói với ba người. Ba người hàn lập chợt nghe gã nói, đều giật mình khẽ. Dùng làm gì, thạch xuyên không có chút hiếu kỳ hỏi, tự nhiên là vì giảm bớt một chút phiền toái. Hồ Tam cười hắc hắc, nói, lời này có chút không minh bạch, nhưng ba người hàn lập không có hoài nghi cái gì, mỗi người lấy ra 200 tiên nguyên thạch đưa cho Hồ Tam. Bốn người đi nhanh qua đoạn cầu thang này, một phòng lớn màu trắng xuất hiện ở phía trước. Mấy tu sĩ thiên đình đứng ở bên trong đang to nhỏ với nhau, nhìn thấy bốn người hàn lập đến, một thanh niên tóc bạc đứng gần nhất lập tức ra nghênh đón, vẻ mặt tươi cười hỏi các vị tiền bối muốn sử dụng khóa vực truyền tống trận à. Những người kia thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ ảo não, nhưng không có tiến lên. Không sai, hồ tam gật đầu nhẹ, mấy vị, xin mời theo ta sắc mặt thanh niên tóc bạc vui mừng, đi trước dẫn đường, mang theo bốn người Hàn Lập xuyên qua phòng lớn, đi vào bên trong một đại điện. Trong đại điện đặt một cái bàn đá, ngồi phía sau là một đại hán mũi to mặt chữ điền, ngồi nghiêm chỉnh đứng bên cạnh là một lão giả dâu bạc trắng, thấp giọng bẩm báo gì đó. Đại hán mặt chữ điền có tu vi kim tiên, bộ kim bào đang mang trên thân tinh xảo hơn không ít so với thanh niên tóc bạc và lão giả dâu bạc trắng kia, nơi ngực nhiều hơn một đồ án kim long. Nghe tiếng bước chân, đại hán mặt chữ điền quay đầu nhìn sang lão giả dâu bạc trắng cũng ngừng nói chuyện phương chấp sự các vị tiền bối đây muốn dùng khóa vực truyền tống trận thanh niên tóc bạc bẩm báo nhẹ một tiếng đại hán mặt chữ điền gật đầu nhẹ nhìn về phía bốn người hàn lập chậm rãi nói ra quy củ dùng khóa vực truyền tống trận có lẽ bốn vị đều đã biết bất quá ta vẫn muốn nói lại một lần truyền tống phí tổn một người một ngàn tiên nguyên thạch bất quá trước đó phải thẩm tra đối chiếu tin tức thân phận bốn vị tiếp đó còn phải thông qua một pháp trận dò xét kiểm tra một chút thân thể mấy vị, sau đó mới có thể dùng truyền tống trận. Hàn Lập nghe nói lời này, lông mày âm thầm nhíu một cái. Lúc trước Hồ Tam cũng không nói phí tổn với bọn hắn, không ngờ truyền tống một lần cũng không tiện nghi, phải biết, một ngàn tiên nguyên thạch có thể mua được một kiện nhập phẩm tiên khí, đương nhiên là phẩm giai thấp nhất rồi. Quy củ chúng ta đều biết, đây là chứng minh thân phận chúng ta. Hồ Tam vừa cười vừa nói, tiếp đó lấy khô mộc lệnh bài đưa tới. Ba người Hàn Lập cũng lấy ra tín vật thân phận, đưa cho đại hán mặt chữ điền đại hán lấy từ trong ngực ra một quyển ngọc sách kim sắc vung lên trước bốn khô mộc lệnh bài một vệt kim quang từ trên sách ngọc bay ra bao phủ bốn lệnh bài lại trên kim sắc ngọc sách lập tức nổi lên một tầng kim quang đồng thời xuất hiện từng hàng chữ viết bên cạnh còn có hình ảnh nguyên lai là bốn vị trưởng lão thiên sa tông các ngươi tiến về hắc thổ tiên vực cần làm chuyện gì ánh mắt sắc bén của đại hán mặt chữ điền quét qua bốn người một chút hỏi Chúng ta phụng mệnh tông chủ đi mua một nhóm tài liệu luyện đan." Hồ Tam tiến lên một bước, bí mật lấy một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Đại Hán Mặt Chữ Điền không để lại chút dấu vết nào. Đại Hán Mặt Chữ Điền thả thần thức dò xét trong chữ vật giới chỉ một lát, biểu hiện trên mặt lập tức ôn hòa hơn nhiều. Thì ra là thế, bốn vị đạo hữu phải đi xa tiến về Hắc Thổ Tiên vực mua sắm tài liệu, thật là khổ cực rồi, thân phận bốn vị không có vấn đề, xin mời đi theo ta." Đại Hán Mặt Chữ Điền đứng lên, trả lại tín vật thân phận cho bốn người dẫn đầu tiến vào bên trong, thanh niên tóc bạc cùng lão giả dâu bạc trắng cũng đi theo phía sau. Bốn người Hàn Lập cất bước theo sau, một đoàn người rất nhanh đi vào một đại điện khác. Toàn điện này dùng một loại ngọc thạch màu trắng bạc xây trồng lên nhau, tản mát ra một tầng huỳnh quang, không biết là chất liệu gì. Trong đại điện bố trí một trận pháp hình tròn màu vàng to cỡ mấy chục trượng, bên trong pháp trận minh khắc lúc nha lúc nhúc vô số trận văn, xen lẫn nhau, vô cùng phức tạp mà chung quanh trận pháp màu vàng dựng tám cột đá kim sắc to cỡ một người ôm, trên trụ đá khắc từng đạo trận văn, liên kết với pháp trận phía dưới. Trên mỗi trụ đá có một tên tu sĩ kim bảo khoanh chân ngồi, giờ phút này đều nhắm mắt tĩnh thỏa. Bốn phía vách tường cũng minh khắc từng đạo phù văn phức tạp, cùng tương liên với trận pháp màu vàng. Phía trên trận pháp màu vàng, nhẹ nhàng trôi nổi một kính tròn kim sắc to lớn. Không khí phủ cận pháp trận phát ra tiếng ong ong, giống như thanh âm thánh ca quanh quẩn trong đại điện. Đây chính là thiên kính pháp trận. Hàn lập nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mở ra pháp trận, tra xét rõ ràng, không được bỏ sót mảy may. Giờ phút này trên mặt đại hán mặt chữ điền biểu lộ vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói với tám người trên trên trụ đá. Tám người kia mở to mắt, trong miệng ngâm tụng chú ngữ, đánh ra từng đạo kim sắc pháp quyết. Trận pháp màu vàng đột nhiên phun mạnh ra kim quang lóa mắt, trong đó kèm theo vô số phù văn màu vàng, hình thành một cột sáng màu vàng như thực chất, dung nhập vào trong kính tròn kim sắc phía trên. Trên kính tròn lập tức sáng lên từng đường vân màu vàng, nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh lan ra khắp toàn bộ kính tròn kim sắc. Những đường vân màu vàng này tạo thành từng hình dạng kỳ dị, thoạt nhìn rất giống từng con mắt màu vàng kim quỷ dị, nhẹ nhàng chấp động. Từng gợn sóng màu vàng từ trong con mắt này tản ra, bao phủ trận pháp màu vàng phía dưới. Bốn vị đạo hữu thỉnh theo thứ tự đi qua pháp trận. Lúc này đại hán mặt chữ điền quay người nhìn về phía bọn người hàn lập nói bốn người nhìn nhau hồ tam cất bước đi đầu bước vào trong trận pháp màu vàng uyên trận pháp màu vàng thoáng ba động một chút những phù văn trong cột sáng màu vàng lập tức biến đổi ngưng tụ thành vô số tia sáng kim sắc giống như vô số xúc tu nhẹ nhàng đụng chạm các nơi trên thân thể hồ tam trên kính tròn những con mắt kia tản mát ra sóng ánh sáng kim sắc cũng lập tức sáng lên dung hợp vào nhau hình thành từng đạo sóng ánh sáng kim sắc như viên hoàn bao lại thân thể hồ tam sắc mặt hồ tam thản nhiên chậm rãi đi thẳng về phía trước, rất nhanh ra khỏi phạm vi pháp trận, không có bất kỳ dị trạng nào xuất hiện. Hàn Lập thấy tình hình này, trong lòng thoáng thở ra một chút, nhìn các loại biến hóa của trận pháp màu vàng, ý niệm trong đầu chuyển động. Người tiếp theo, đại hán mặt chữ điền vẫy tay với ba người Hàn Lập một cái, nói: "Thạch Xuyên không chắp tay với đối phương một cái, tiến lên trước, bước vào trong trận pháp màu vàng." những tia sáng kim sắc lập tức hội tụ lại đụng chạm thân thể của y, sóng ánh sáng kim sắc trên kính tròn cũng bao phủ xuống. Thân thể Thạch Xuyên không thoáng cứng ngắc lại một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh cũng bình yên đi qua trận pháp màu vàng. Hàn Lập không đợi đại hán mặt chữ điền kia mở miệng, thần sắc ung dung cất bước tiến về phía trước, bước vào trận pháp màu vàng. Chương 647, thành dưới mặt đất, Hàn Lập vừa mới bước vào pháp trận, liền cảm thấy một cô áp lực vô hình không cách nào nói rõ từ trong pháp trận màu vàng tuôn ra, trùm lên thân thể hắn. Thân thể của hắn lập tức trầm xuống, cảm giác dường như đứng ở vạn trượng dưới đáy biển, tựa hồ trong nháy mắt thân thể không thể nào động đậy mảy may. Những tia sáng kim sắc từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, lượn lờ quanh thân thể hắn không thôi, đỉnh đầu cũng có từng đạo sóng ánh sáng chụp xuống. Hàn lập nhíu mày lại, cảm giác được hai cỗ lực lượng từ trong pháp trận tuôn ra, chui vào thân thể hắn, một cỗ nhu hòa linh động, một cỗ khác to lớn dày đặc. Hai cỗ lực lượng du động khắp nơi trong cơ thể Hàn Lập, cảm giác được hết thảy tình huống trong cơ thể hắn. Hàn Lập không có ý ngăn cản hai cỗ lực lượng này, bởi vì hết thảy nói rất dài dòng, nhưng cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, thân thể thoáng dừng lại một chút, liền khôi phục hành động, sau đó sắc mặt hắn bình tĩnh cất bước đi về phía trước. Kỳ thật, từ khi rời khách sạn, hắn đã thúc giục tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển chậm rãi dựa theo thủy diễn tứ thời quyết. Mặt khác, hắn còn dùng một môn bí thuật phong ấn hơn phân nửa khí huyết vô cùng tràn đầy của mình, ẩn giấu mấy loại tinh huyết chân linh, còn có khí thức đại chu thiên tinh nguyên công nữa. Tóm lại, hết thảy thông tin có thể tiết lộ thân phận, Hàn Lập đều dốc toàn lực xử lý, nếu như vậy mà vẫn bị thiên kính pháp trận dò xét ra chân thân, hắn cũng đành chịu. Trận pháp màu vàng vận chuyển ong ong, hai cỗ lực lượng du tẩu khắp cơ thể Hàn Lập, dừng lại nhiều một chút ngay chỗ Hàn Lập phong ấn và ngay trên hai ngón tay phải hắn, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đi ra trong lòng hàn lập âm thầm thở phào nhẹ nhóm đi nhanh qua pháp trận đến bên cạnh hồ tam cùng thạch xuyên không hai người gật đầu với hàn lập rồi nhìn về nhiệt hỏa tiên tôn phía sau cùng giờ phút này nhiệt hỏa tiên tôn đang ngông nghênh bước vào pháp trận rất nhanh cũng thuận lợi thông qua thân phận và thông tin bốn vị đạo hiếu đều không có bất cứ vấn đề gì có thể sử dụng khóa vực truyền tống trận truyền tống phí tổn mỗi người một ngàn tiên nguyên thạch đại hán mặt chữ điền đi tới nói bọn người hàn lập mỗi người lấy ra một ngàn tiên nguyên thạch giao cho đại hán mặt chữ điền. Lúc Hồ Tam đưa tiên nguyên thạch, lại lặng lẽ lấy một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho đại hán mặt chữ điền. Mấy vị đi theo ta, trên mặt đại hán mặt chữ điền lộ ra vẻ tươi cười, mang theo đám người hàn lập tiếp tục đi tới phía trước, lại đi vào trong một đại điện. Trên mặt đất trong điện này bố trí một không gian trận pháp truyền thống lớn cỡ vài chục trượng, trong pháp trận minh khắc vô số trận văn màu bạc, so với thiên kính pháp trận bên ngoài cũng không kém bao nhiêu. Từng đạo ngân quang lấp lóe, không gian rung động mãnh liệt từ trong pháp trận tản ra. Bốn người hàn lập dưới sự chỉ dẫn của đại hán mặt chữ điền, đứng ở trong trận pháp truyền tống. Năm ngón tay đại hán mặt chữ điền điểm một cái, bốn đạo bạch quang bắn ra, đùng một tiếng dính vào trên thân bốn người, chính là một phù lục màu trắng hình tam giác. Sau đó gã lấy ra một ngọc bài màu bạc, trong miệng lẩm bẩm. Thanh niên tóc bạc cùng lão giả dâu bạc trắng cũng đứng một bên pháp trận, mỗi người lấy ra một ngọc bài, bấm quyết không thôi trận pháp truyền tống lập tức nổi lên ngân quang sáng tỏ, vận chuyển kịch liệt. Một đạo ngân quang ngút trời hiện lên, thân ảnh bốn người biến mất không còn tâm tích. Trong miệng đại hán mặt chữ điền ngâm tụng chú ngữ, bấm quyết điểm một cái. Trận pháp truyền tống lập tức nhanh chóng lắng lại, rất nhanh khôi phục bộ dạng lúc trước. Thanh niên tóc bạc cùng lão giả dâu bạc trắng đi tới, đứng ở bên cạnh đại hán mặt chữ điền. Những tiên nguyên thạch này thưởng cho các ngươi. Đại hán mặt chữ điền lấy ra một chữ vật pháp khí, ném cho hai người thanh niên tóc bạc, sau đó quay người đi ra bên ngoài. Đa tạ phương hộ pháp, hai người đại hỉ, không người thi lễ một cái, nói. Chờ thân ảnh đại hán mặt chữ điền biến mất, lúc này hai người mới mở chữ vật giới chỉ ra, bên trong là một trăm tiên nguyên thạch. Lập tức hai người chia nhau mỗi người một nửa, đã sớm nghe nói làm việc tại tầng hai phi tiên điện là một công việc béo bở, không ngờ lại béo bở phong phú như thế, chỉ qua một đoạn thời gian nữa là ta có thể góp đủ tiên nguyên thạch mua sắm một kiện nhập phẩm tiên khí rồi thanh niên tóc bạc có chút kích động nói, đây là đương nhiên, bằng không thì người thử nghĩ tại sao nhiều người lại muốn làm việc tại tầng 2 phi tiên điện như vậy. Lão giả dâu bạc trắng cười hắc hắc nói, hai người thấp giọng cười nói, kề vai sát cánh đi ra bên ngoài. Phương Bắc Hắc Thổ Tiên vực có một đại lục hình dáng hẹp dài như dao long, tên là ô long đại lục. Khu vực bắc bộ ngàn núi vắt ngang, vạn sông chảy cuồn cuộn mạnh mẽ, địa thế chập trùng, khắp nơi là những dãy núi kéo dài vạn dặm, xen lẫn ở giữa là ngàn vạn khe rãnh to lớn thật sâu, bên trong thủy hệ phân bố phong phú, địa hình cực kỳ phức tạp. Bởi vì địa hình địa vật đặc thù, dẫn đến toàn bộ phương Bắc mặc dù thành trì không ít, nhưng lại không có tòa đại thành có quy mô to lớn nào, trong đó chiếm diện tích phổ biến nhất là một tòa thành tên Hắc Dứ Thành, ở đoạn giữa Thế Lương Sơn Mạch. Tuy phương Bắc Hắc Sơn Tiên vực hoang vắng, nhưng cũng không phải là rừng thiêng nước độc hiểm ác chi địa gì, trái lại bởi vì có nhiều đặc sản linh thổ chân quý, đã trở thành nơi được rất nhiều linh dược tiên thảo cùng sơn tinh yêu mị sinh trưởng um tùm. Càng tới gần tiên vực, bên trong có rất nhiều thương hội làm sinh ý, xem nơi đây là phúc địa của thương nhân, nhao nhao cắm dễ thành lập phân hội ở đây, vừa thu thập gieo trồng các loại linh thảo, vừa mua sắm quặng mỏ, trắng trợn đào móc linh thổ địa mạch. Hắc Dấu Thành có tên này là nhờ một loại linh thổ màu đen nằm trong dãy thế lương sơn mạch này. Loại linh thổ này giống như cặn dầu, bên trong chứa linh khí, nhưng không thể gieo trồng linh thảo trên đó, lại có thể đem ra nung làm khôi lỗi. Bởi vì bản thân hắc dấu thổ có tính kết dính đặc biệt, lại tồn trữ linh khí, khiến cho lúc luyện chế khôi lỗi gia nhập tỷ lệ nhất định đất này, liền có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành công luyện chế khôi lỗi cùng tỷ lệ phẩm cấp. Cũng chính vì vậy, toàn bộ hắc dấu thổ ở thế lương sơn mạch bị đào móc hết sức kịch liệt. Trải qua gần trăm vạn năm khai thác đào móc, hắc dấu thổ ở toàn bộ dãy núi cơ hồ đã bị đào giống, trong lòng đất cũng không còn thừa bao nhiêu. Bởi vì toàn bộ khoáng mạch bị đào hết, Địa thế Thế Lương Sơn mạch bị chìm xuống, mặt đất so với những nơi khác trái lại trở nên càng thêm bằng phẳng khoáng đạt, thích hợp tu kiến bến đỏ tiên gia cỡ lớn, làm nơi cung cấp các loại độ thuyền vận chuyển và cập bến. Cho nên, từ mấy chục vạn năm trước, cả tòa Thế Lương Sơn mạch đã không còn là nơi khai thác khoáng mạch, ngoại trừ một phần khu vực được tu kiến thành bến đỏ lớn ra, các địa phương còn lại trở thành linh thổ, gieo trồng các loại linh thảo. Một phần khu vực trong đó, được kiến tạo thành một tòa thành trì to lớn nằm dưới mặt đất, chính là Hắc Sứ thành hiện nay. Thành này nằm sâu dưới đất mấy trăm dặm, được chia làm 7 tầng, vì thế nó có biệt danh thất trọng thành. Tại chỗ sâu nhất ở tầng 7 tòa thành, tu kiến một tòa đại điện truyền tống chiếm diện tích khá rộng, có khả năng tiếp dẫn tu sĩ Hắc Sơn Tiên vực lân cận truyền tống tới. Giờ phút này, bên ngoài đại điện truyền tống đang có bốn đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra, trong đó người cầm đầu có vóc dáng gầy gò trong bộ đồ đen, cơ hồ sóng vai với một người dung mạo thanh tú tóc trắng quan, chính là Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không hai người hàn lập cùng nhiệt hỏa tiên tôn theo sau hai người bọn họ, cũng đi gấp theo ra, một người sắc mặt ngưng lại, một người ánh mắt phức tạp. Làm sao vậy, nhiệt hỏa đạo hữu trở lại trốn cũ, tâm tình có chút bất định à. Hàn lập nhìn thoáng qua lão giả bên cạnh, vừa cười vừa nói. Nơi đây cách trốn cũ còn rất xa à, lúc trước tuy một mực dừng lại ở Hắc Sơn tiên vực, cách nhau cũng không tính quá xa, nhưng vẫn không dám trở về Hắc Thổ tiên vực, bây giờ biến thành cái dạng gì cũng không biết nữa, ngược lại thật có chút cảm giác lưu luyến. Nhiệt hòa tiên tôn cười khổ một tiếng nói, hắc thổ tiên vực này có chút khác lạ à, đại điện truyền thống lại được xây dưới mặt đất. Hàn lập nhìn chung quanh một chút, thấy phía trên mái vòng cực cao khảm nạm từng khỏa minh châu to lớn, tản mát ra quang mang ấm áp giống như mặt trời, chiếu sáng cả bốn phía xung quanh. Đại điện phía sau hắn được khảm vào vách đá, phía trước là một tòa đại sảnh rộng rãi, ngay phía trước cùng hai bên trái phải đều có một lối đi rộng rãi, không biết thông đến nơi nào. Lệ đạo hữu có chỗ không biết, vị trí chúng ta lúc này đang nằm trong một tòa thành chỉ được tu kiến dưới một quặng mỏ. Ở dưới này không chỉ có đại điện truyền thống, còn có khách sạn tiên gia cùng rất nhiều cửa hàng, lát mang người đi dạo một vòng bên trên, người sẽ biết rõ. Hồ Tam dường như rất ao ẩn thuộc nơi này, quay đầu nói với Hàn Lập. Vậy làm phiền rồi, Hàn Lập vừa cười vừa nói. Bốn người đi dọc theo lối đi bên trái ra ngoài, trên đường đi quả nhiên nhìn thấy từng tòa đại điện khảm trên vách núi đá, trong đó có rất nhiều ngọn núi bị trực tiếp đào giống, bên ngoài phía trước xây thành những bức tường với gạch xanh trồng lên nhau. Trong đó có rất nhiều bức tường phía ngoài được trang trí chạm trổ giường cột, trên cửa treo tấm biển lớn, phía trên gắn các lá cờ tinh kỳ, thoạt nhìn không khác gì các cửa hàng trong thành lớn. Ở tầng 7 này cũng không có gì nhiều, thường khách lui tới cũng ít nhất, nhưng thương hội chân chính trên cơ bản đều thiết lập tại nơi này, có hai khách sạn tiên gia cũng xây ở tầng này, không có gì náo nhiệt. Một đường đi dọc theo những cửa hàng này tiến lên, hồ tam vừa đi vừa giới thiệu cho nhiệt hỏa tiên tôn cùng hàn lập xuyên qua một cánh cửa hình vòm lại đi vào bên trong mấy trăm bước mấy người đi tới một tòa đại sảnh rộng rãi trong sảnh gần vách núi đứng lặng một tòa lầu các bằng đá cao hai tầng phía trên trang trí các loại hoa văn trang sức cùng đồ án hoa điểu ngư trùng thoạt nhìn hoa mỹ đến cực điểm đỉnh lầu treo một tấm biển to lớn phía trên viết ba chữ to bách tạo các bằng kim triện văn thế nào lệ đạo hữu muốn vào dạo chơi thạch xuyên không thấy hàn lập đứng ở cửa lầu ngửa đầu nhìn cửa lầu này, hỏi. Bách tạo các cùng bách tạo sơn chắc là có quan hệ với nhau. Hàn lập nghi ngờ hỏi, lệ đạo hữu còn không biết sao. Bách tạo sơn lấy luyện khí nổi danh trên đời, ngoài việc làm sinh ý cùng các đại thương hội, chính nó cũng mở các cửa hàng bán pháp bảo khôi lỗi do ngoại môn trưởng lão chủ trì. Bách tạo các này chính là cửa hàng của nó, được phân bố nhiều nơi trong tiên vực. Thạch xuyên không giải thích, ha ha, là tại hạ cô lậu quả văn. Hàn lập vừa cười vừa nói. Lúc trước tuy hắn thường gặp gỡ cảnh dương thượng nhân, nhưng chủ đề nói về Bách Tạo Sơn vẫn tập trung ở thuật luyện khí, còn chưa quan tâm những phương diện này. Ngược lại cũng không kỳ quái, nghe giao tam đạo hữu nói, đạo hữu một mực ở tại nơi vắng vẻ Bắc Hàn tiên vực, ngược lại chưa từng gặp qua Bách Tạo Các cũng không có gì lạ. Hồ Tam mở miệng nói ra, Thạch Xuyên không nghe vậy, lông mày nhíu một cái không dễ nhận ra, ánh mắt không tự chủ lại nhìn Hàn Lập đánh giá một chút. Hàn Lập chú ý tới ánh mắt Thạch Xuyên không, nhìn y cười cười. Thạch Xuyên không gật đầu khẽ, sau đó rời ánh mắt đi. chương 648, Bến Đỏ, bốn người Hàn Lập đi tiếp mấy dặm, cuối cùng dừng lại trước một động khẩu hình vòm. Ánh mắt ba người Hàn Lập đều nhìn về phía Hồ Tam. Trong này chính là truyền tống trận cỡ nhỏ tiến về tầng 6 của thành lúc trước ta có nói qua với các ngươi, các nơi trong thành cũng có không ít. Chúng ta vào thôi, Hồ Tam nói xong liền dẫn đầu bước qua cánh cửa đi vào trong đó, ba người Hàn Lập cũng theo sát phía sau. Vừa vào trong, Hàn Lập liền thấy trên mặt đất cách không xa trước mặt có một tòa truyền tống trận nhỏ chừng hơn 10 trượng. Bên cạnh truyền tống trận đặt một cái bàn, phía sau là một dị tộc da xanh lá có ngoại hình gần giống thần lằn, đang ngồi xếp bằng cúi đầu ngủ say, không chút phản ứng với mấy người Hàn Lập đi vào. Hồ Tam thấy thế, đi tới phía trước gọi y tỉnh lại, sau đó ném một túi chứa linh thạch cực phẩm lên trên bàn, rồi dẫn mấy người Hàn Lập đi vào trong pháp trận. Dị tộc da xanh cầm cái túi lên ước lượng, thấy đám người Hàn Lập xuất thủ xa xỉ, ngoài phí tổn pháp trận còn cho thêm tiền bâu lập tức tinh thần chấn động, vội vàng chuẩn bị thúc giục pháp trận đưa mấy người lên tầng 6, vẫn không quên thi lễ với Hồ Tam một cái. Hồ Tam cười liên tục nhìn đối phương gật gật đầu, một bộ dạng rất vui vẻ. Bên trong pháp trận lóe lên quang mang, thân ảnh bốn người Hàn Lập lập tức mơ hồ một cái biến mất không thấy. Dị tộc da xanh nhìn linh thạch cực phẩm trên bàn trà, trên mặt càng vui vẻ, đang định kiểm lại một chút thu vào túi chữ vật, sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay trống rỗng, lập tức nổi giận lôi đình. Chỗ cửa điện bên trong một tòa truyền tống trận ở tầng 6, Hồ Tam thảy thảy một chiếc nhẫn màu xanh biếc trong tay, chậm rãi bước ra. Cái tật xấu ngứa ngáy tay chân này của ngươi vẫn không chịu sửa đổi sao, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Sau lưng Thạch Xuyên không thấy thế, che chán lắc đầu, mặt bất đắc dĩ nói. Diệu thủ của Hồ Tam đạo hữu lần này đúng là 10 phần tinh diệu, đột nhiên trong nháy mắt liền ngăn cách hoàn toàn nhẫn chữ vật với người kia, mà lại không bị y phát hiện. Hàn Lập vừa cười vừa nói, nhiệt hỏa tiên tôn không nói gì, vô thức kiểm tra một hồi vòng chữ vật của mình, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian gần đây giữ quy củ quá dài, tạm thời có chút ngứa nghề, ha ha. Không cần để ý, không cần để ý. Hồ Tam cười cười, khoát khoát tay nói. Đến tầng 6, dòng người bên trong đường núi hiểm trở rõ ràng trở nên dày đặc, trong đó đại đa số đều là nhân tộc, nhưng dị tộc muôn hình muôn vẻ lại nhiều hơn so với trước. Cửa hàng trên vách núi đá cũng càng thêm dày đặc, các loại cờ quạt chiêu phiên treo thật cao, nhao nhào nhô ra đến hành lang đường, trong đó phần lớn đều là cửa hàng bán linh thổ và linh thảo, đương nhiên cũng không thiếu cửa hàng bán tiên gia pháp bảo cùng đan dược, thoạt nhìn không có nhiều khác biệt so với các cửa hàng bình thường. Về sau mấy người đi liên tiếp lên các tầng trên, tình huống bên trong cơ bản giống nhau, bất quá càng lên cao thì thương khách lui tới trong thành càng nhiều, chung quanh một mảnh náo nhiệt. Bất quá Hồ Tam tựa hồ rất ưa thích hoàn cảnh ồn ào này, càng lên cao đi càng chậm, nửa đường còn ghé một tử quán tiên ra, uống một ít linh tử tiên nhướng có chút danh tiếng, mang theo bọn Hàn Lập ăn một trận như phàm nhân. Gã vốn nghe Hàn Lập cũng có trình cao trong việc thưởng thức rượu, liền đưa Hàn Lập mấy cái bình, kết quả Hàn Lập bởi vì uống rượu chung cùng hô ngôn đạo nhân quá lâu, ánh mắt khá cao đối với linh tử tiên nhướng, căn bản chướng mắt linh tử nơi này, nhẹ nhàng cực tuyệt. Mấy người đi từng tầng từng tầng lên tới mặt đất, đã nửa ngày sau. Vào lúc hoàng hôn, ánh chiều tà hạ xuống phía tây, chiếu rọi tòa thành xây trên mặt đất thành một màu đỏ thấm. Hàn lập phóng tầm mắt nhìn qua, liền nhìn thấy từng tòa kiến trúc to lớn vô cùng như lỗ châu mai đứng lặng bên ngoài thành trì, bên cạnh lơ lửng một tòa độ thuyền tiên ra to lớn như núi. Nhiệt hòa đạo hiếu, lệ đạo hiếu, di tích chân môn môn đại khái ở tại huyện yêu triều trạch nằm trong phù khâu đại lục thuộc hắc thổ tiên vực, thông qua cưới độ thuyền kết hợp truyền tống trận, đại khái cần khoảng 30 năm là tới, bất qua có thể dùng truyền tống trận địa phương thì không nhiều lắm, phần lớn vẫn dựa vào độ thuyền. Hồ Tam chỉ vào một hướng, mở miệng nói ra, vì sao phải cưới độ thuyền, những độ thuyền này tuy hình thể to lớn, lại phi hành an ổn, nhưng tốc độ cũng không nhanh bằng chúng ta tự khống chế tiên khí phi hành A. Hàn Lập hơi khó hiểu hỏi, lệ đạo hữu nói không sai, nhưng hắc thổ tiên vực này có chút quy củ đặc biệt A, à, có một số khu vực không được tùy ý bay qua, có ít khu vực thì trực tiếp sắp đặt cấm chế, một khi cưỡng ép xông qua rất có thể sẽ bị tiên cung tiếp cận. Hồ Tam mở miệng nói ra, không nghĩ tới hắc thổ tiên vực còn có nhiều quy củ như vậy. Nhiệt hỏa tiên tôn bĩu môi nói, không sai, một mặt là bởi vì một đường nam tiến linh điền khoáng mạch rất nhiều, nhiều nơi thuộc về sở hữu tư nhân của các đại thương hội, không cho phép tu sĩ bên ngoài tùy ý xâm nhập. Một phương diện khác là bởi vì giữa các phiến đại lục hắc thổ tiên vực cũng cách nhau bằng các khu vực đầm lấy độc trướng với diện tích lớn, bên trong có địa phương đến nay vẫn là cấm khu giống như man hoang giới vực tồn tại rất nhiều yêu thú kinh khủng thậm chí trong đó không thiếu tồn tại cấp bậc đại la hồ tam còn nói thêm đây đều là do hắc thổ tiên cung tăng cường khống chế nên mạnh mẽ đưa ra quy định tại một ít khu vực xa xôi còn dễ nói nhưng nếu đến phụ cận đại thành khá là phiền toái thạch xuyên không tiếp lời giải thích tất cả thương hội độ thuyền đều có đường thủy cố định đã báo cáo tiên cung chuẩn bị trước bởi vậy sẽ không chịu ảnh hưởng Hồ Tam bổ sung, nhớ năm đó chân ngôn môn chúng ta vẫn còn, hắc thổ tiên vực cũng không có những thứ quy củ chó má này. Nhiệt hỏa tiên tôn có chút thương cảm than thở một tiếng. Nói như vậy, cưới độ thuyền ngược lại là phương thức ổn thỏa nhất. Hàn lập gật đầu nhẹ nói, cũng không hẳn, rất nhiều thương hội mặc dù đã báo trước, lại giao nộp số lượng lớn tiên nguyên thạch, nhưng bến đỏ ven đường vẫn bị người tiên cung lấy các cớ lục soát, thành thành thật thật tiếp nhận kiểm tra, do đó đến chế mấy tháng, hoặc bị móc tiên nguyên thạch như tiền mãi lộ, Hồ Tam lắc đầu nói, trách không được lúc trước ở Lưu Vân Thành, đạo hữu đã làm một chuyện tính ra cũng không là a. Hàn lập nhịn không được cười nói, ha ha, bất quá có thạch huynh, chúng ta cũng không bị những phiền toái này. Tại tất cả độ thuyền của các nhà, chỉ có độ thuyền của bách tạo các cùng quảng nguyên trai sẽ không bị người tiên cung xem xét nặng nề. Đại đa số tình huống cũng sẽ không có kiểm tra. Hồ Tam vừa cười vừa nói, bến đỏ quảng nguyên trai ở chỗ xa hơn một chút, xin mời chư vị theo ta. Thạch Xuyên không cười nói một câu, dẫn đầu bay nhanh về phía trước. Mấy người Hàn Lập theo sát phía sau lướt vào không trung, một đường đi về hướng nam. Bay lên trên bầu trời, Hàn Lập cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện bến đỏ trên mặt đất nhiều hơn xa so với lúc trước hắn nhìn thấy, từng tòa nối tiếp nhau, sắp xếp chỉnh tề trong phạm vi mấy trăm dặm. Ở giữa còn sen lẫn từng tòa phường thì cùng đường phố, dưới ánh đèn chiếu rọi trạng vạng thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Sau một lát, mấy người đi vào một bến đỏ chiếm diện tích khá rộng, tiến vào một đại điện chủ sự. Bên trong có một lão giả tóc xám quản sự thấy thế, lập tức đặt chén trà đã đưa tới miệng xuống, đứng dậy chạy ra đón chào. Tựa hồ lão quen biết với Thạch Xuyên Không, trên mặt vui vẻ, vừa mở miệng nói chuyện. Lại bị Thạch Xuyên Không giành nói trước, "Chu trưởng quý, đã lâu không gặp, Thạch mỗ lại tới làm phiền."